Cái thế đế tôn trương 3763, trăm năm. Cổ thành bầu không khí yên tĩnh an lành, lượn lờ đại đạo luân âm. Trong thành tu sĩ, đều là ngồi trên mặt đất, giữa trường không có một tia ẩm ý thanh âm. Bọn họ thần thái trang nghiêm nghiêm túc, đều ở lắng nghe đạo âm, thậm chí có người cùng lăng vân đạo tôn tụng đọc đạo âm, tự chủ sản sinh cộng hưởng, cơ thể rực rỡ. Một bộ đạo giáo thánh nhân dị tưởng. Đạo Lăng ngồi trên mặt đất, Lăng Vân đạo tôn chỗ tụng đọc đạo âm, là hắn đối với đạo cùng pháp nắm giữ, là hắn đối với vũ trụ đại đạo cảm ngộ. Đạo Lăng không thể không than thở, đây chính là đang giáo hóa chúng sinh. Những này đạo pháp mặc dù đối với Đạo Lăng tới nói cũng không tác dụng lớn, nhưng là lâu dần, hắn vắng lặng ở bên trong. Càng là sau này, liền càng ngày càng huyền ảo, đây là thuộc về đối với chư thiên đạo quả thôi diễn cùng lý giải chuyện này đối với đạo lăng trợ giúp đều rất lớn, chỉ bất quá hắn tiếc hận. Lăng vân đạo tôn giảng đạo chỉ là kéo dài ba ngày ba đêm, liền ngừng lại. Người 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 người, đến bản tôn nơi này đến. Biển mây bên trong, truyền đến uy nghiêm âm thanh. Chất phác như lôi, nổ vang ở bên trong tòa thành cổ. Phàm là bị điểm đến tu sĩ, cơ thể tỏa ra thánh huy, hào quang bắn ra bốn phía, phảng phất tụ hà phi thăng ở trong này bao quát đạo lang bọn họ bị một loại sức mạnh dẫn dắt ở bốn phía ánh mắt hâm mộ bên dưới đầy đủ ngàn người bị tiếp dẫn mang đi xuất hiện ở biển mây bên trong nơi này là thuộc về lăng vân đạo tôn đạo trường ta lại ở chỗ này cho các ngươi giảng đạo một năm thành tựu xem cá nhân hy vọng các ngươi đều có thể bước vào huyền hoàng đại vũ trụ được mạnh nhất bồi dưỡng Lăng vân đạo tôn nhàn nhạt mở miệng, để chúng cử cường giả đều là kinh hỷ, một năm nay quá trọng yếu, bọn họ có thể hoàn thiện sở học cường thịnh gốc gác. Quá tốt rồi, người đầu châu nhiệt lệ tràn mi, nếu ta có thể sông đến huyền hoàng đại thế giới, ta thiên nhiêu bộ lạc thì sẽ không mặc người ức hiếp. Tương lai cũng có thể phát triển trở thành đại quân tộc, ha ha ha. Đạo lăng nhìn một chút người đầu trâu, nhún vai một cái, hắn không biết chính là cái kế tiếp vũ trụ cổ sử thiên nghiêu một mạch. Là siêu cấp quần tộc. Giữa trường cường giả cũng đều rõ ràng, huyền hoàng đại thế giới trình độ kinh khủng, phàm là có thể xông qua 81 thiên quan. Mở ra một cái đại giáo đều không phải vấn đề nan giải gì, chủ yếu nhất chính là có thể được 81 vị đạo tôn bồi dưỡng, đây là người đời vô pháp đi tưởng tượng tạo hóa. Nhưng là này rất khó. Này một cửa tiếp một cửa, há có thể là tốt như vậy thông qua, này thử luyện, luyện chính là đạo tâm. Ta đế cảnh đến đại đế đường vẫn không có đột phá, đế cùng đại đế hoàn toàn là bất đồng khái niệm. Tích lũy càng là khủng bố, đại đế cảnh chiến lực liền càng mạnh. Đạo thiên thạch tái tạo, để ta lại một lần nữa mở ra vạn đạo kinh, này vạn đạo kinh bao hàm vô cùng đạo pháp. Nhưng nếu là ta liên tiếp bước vào 81 quan, được ta đạo tộc 81 vị đạo tôn truyền đạo. Chuyện này quả thật là nghĩ đều không nghĩ nổi đại kỳ ngộ. Đạo lăng nắm đấm nắm chặt. Đây là bằng trời tạo hóa, đối với đạo lăng tới nói quá trọng yếu, nếu là có thể thành công, đem không kém bất luận cái gì siêu cấp quần tộc mạnh nhất bồi dưỡng. Thủy tổ bộ tộc ta lấy huyết thống vì dẫn, đem ta na gì tới nơi này đạo lăng cũng suy nghĩ hắn không rõ hắn đến cùng là chân thân hoặc là nơi này vẫn là ảo cảnh có thể tất cả đều là thật sự chân thực để đạo lăng phát hiện hắn sống ở thượng bộ cổ sử bên trong ha ha huynh đệ ngươi đang suy nghĩ gì lại nói ngươi họ đạo sẽ không phải là chính mình lấy được tên chứ chấm ngoặc kép người đầu châu bọn họ phi thường nhiệt tình ba năm bạn tốt ngồi xuống đất giao lưu nói dỡn đàm luận tương lai bọn họ đều có đại hoài bão có người muốn vấn đỉnh cường già có người muốn dẫn dắt quần tộc cường thịnh muốn trở thành đạo tôn loại kia tồn đang giáo hóa chúng sinh đã đến rồi thì nên ở lại đạo lăng cười cợt cũng cùng bọn họ trò chuyện Hắn muốn hiểu rõ bộ này cổ sử càng nhiều, cũng nghĩ nhìn một chút huyền hoàng đại thế giới đến cùng là cái gì hình thái. Một năm này rất nhanh, đạo lăng được nhiều lợi ích. Sở học của hắn không phải bí thuật, sở học chính là thiên địa đạo Pháp, là vũ trụ đại đạo. Hiểu được chính là trí cường đạo thống. Đạo lăng cảm giác nếu là có thể siêu thoát nhất định phải nắm giữ mạnh nhất đạo lực mới có nội tình đàm luận siêu thoát bằng không hết thảy đều là hư vọng liền vùng vũ trụ này đại đạo đều không làm rõ ràng được. Người đi siêu thoát cái gì? Lệnh bài ngươi thu cẩn thận, có lẽ chúng ta có thầy trò chi duyên. Người đầu châu bọn họ đều phi thường ước ao, lăng vân đạo tôn lấy ra tám tấm lệnh bài trong đó ba vị tại chỗ đáp ứng trở thành lăng vân đạo tôn đệ tử còn lại đều đầy mặt thẹn thùng dù sao cũng là đạo tôn ai không nghĩ bái vào đạo tôn môn hạ có thể lại có chút không cam lòng Lăng Vân Đạo Tôn mỉm cười, ta hiểu, đi lang bạt đi, các ngươi đều là vũ trụ tân tinh, ta hy vọng sẽ có một ngày có thể nhìn thấy, các ngươi ở trong vũ trụ này từ từ bay lên. Cùng Nhật Nguyệt Tranh Huy, tuân mệnh, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Hơn một nghìn tu sĩ mênh mông cuồn cuộn lên đường, đi tới cửa ải tiếp theo. Đạo Lăng đem lệnh bài thu cẩn thận một khi trở thành lăng vân đạo tôn đệ tử trong thời gian ngắn rất khó lên đường đi tới cửa ải tiếp theo đây là một hồi dài lâu tu luyện đường xá một cửa tiếp một cửa cần hơn trăm năm mới có thể đi xong đạo lăng ở này một bộ trong cổ sử từ từ lưu lại dấu vết của hắn thậm chí kết giao một ít cường giả đạo lăng tu luyện cuộc đời không hơn một trăm năm nhưng là hắn ở bộ này cổ sử bên trong đều tu luyện ba mươi bốn mươi năm mỗi một năm qua đi, đạo lăng vài bằng hữu liền rời đi, này quan không phải dễ sông như vậy. Ngộ tính không đủ sẽ từng bước dừng lại, cũng có chút thiên phú cực cường bái vào đạo tôn môn hạ. Ta danh hồn thiên, năm 10 năm sau, đạo lăng gặp phải một tôn khủng bố cực điểm tuổi trẻ cường già. Chiến lực bá tuyệt biển sao, sông ra bằng trời uy danh, sâu đạo tôn coi trọng, có một ít đều muốn trực tiếp thu làm đệ tử thân truyền. Đạo lang, đạo lăng nội tâm chấn động, đi tới chào. Đây chính là dưới cái cổ sử, uy hiếp chư thiên biển sao hồn thiên giáo chủ. Như vậy, đạo lăng phải chăng sẽ ở bộ này cổ sử bên trong, gặp phải bất tử đạo quân. Đạo lăng uy danh không kém hồn thiên bao nhiêu, này 50 năm hắn phi thường biết điều, bất quá mỗi một cửa đều chiếm được lệnh bài, ở chư thiên biển sao cũng có rất lớn tiếng tam. Rất nhiều người đều muốn biết được hắn mạnh như thế nào, nhưng là đạo lăng chưa bao giờ từng ra tay. Người này bất phàm, dưỡng đạo 50 năm, một khi bước vào đại đế cảnh giới. Tất nhiên uy trấn vạn cổ. Mấy cái đạo tôn trong bóng tối quan sát, nhìn chằm chằm đạo lăng nghị luận, đến thời điểm hắn rất khả năng so với hồn thiên còn cường đại hơn hồn thiên đã thu ta gặp phải trăm vạn năm khó gặp tiệt thế kỳ tài mặc dù là không có thầy trò chi duyên ta cũng sẽ đem hết toàn lực chỉ điểm hắn hy vọng hắn thiếu đi một ít đường vòng cũng coi như là kết xuống một cái thiện duyên mà những đạo tôn này cảm giác đạo lăng gốc gác quá khủng bố như là một đầu ẩn núp vạn cổ long một khi thức tỉnh tất nhiên trói lọi toàn bộ chư thiên biển sao một năm tiếp một năm mười năm tiếp mười năm nhanh tám mười năm trôi qua đạo lăng những người thí luyện này sắp tiếp cận huyền hoàng đại thế giới càng là tiếp cận bọn họ liền cảm giác thiên địa này tinh nguyên càng ngày càng dồi dào ngập trời hắn danh đạo lăng nghe đồn hắn là hộ đạo giả một mạch đạo tử đến đây lang bạt thiên môn rèn luyện mặc dù là liền nghiêm khắc nhất hư kim đạo tôn đều muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền ta cảm giác cũng là rốt cuộc hắn họ đạo Lẽ nào thật sự chính là hộ đạo giả một mạch đạo tử? Thế hệ trước nghị luận, nhìn 75 thiên quan đi tới một cái nam tử, 70 năm trôi qua, đạo lăng không nhiễm phàm trần. Phảng phất tiên thai, cơ thể thường thường rung động ra đáng sợ đại đạo gợn sóng, này chủ yếu là đạo lăng gốc gác thật đáng sợ, bất cứ lúc nào có thể xé rách cửa ải. Đạo lăng huynh, nên đột phá liền đột phá đi, ngươi còn muốn muốn bao nhiêu cường? Dưỡng đạo 70 năm, đã đầy đủ. Hồn thiên không rõ, cảm giác đạo lăng bất cứ lúc nào có thể đột phá. Thậm chí một ít đạo tôn cũng cao mày, mạnh như vậy đạo lực, hắn là làm sao khống chế. Hắn tu luyện chính là cái gì kinh thư? Hồn thiên huynh, ta tự có ta dự định. Đạo lăng cười nói. Ta muốn tọa quan một quãng thời gian, sắp xếp sở học, chư vị con đường phía trước trên có thể muốn chậm một chút, ở con đường phía trước chờ ta đạo lăng ngồi trên mặt đất ngồi xếp bằng trong tinh không miệng mũi phun ra nuốt vào gian tinh không đều đang run rẩy tinh đấu đều muốn bay vào mũi miệng của hắn bên trong đây là vô thượng đạo lực ở lan tràn đè ép tinh không thế hệ trước dồn dập thất sắc đây là cỡ nào hùng vĩ đạo hạnh bọn họ đều cảm giác vị này một vị chư thiên đế ở tu luyện người này bất phàm giả lấy thời gian là chúng ta cùng thế hệ hư kim đạo tôn thở dài đáng tiếc bằng vào ta lực lượng cho không được hắn quá nhiều chỉ có thủy tổ mới có thể chỉ điểm hắn nhưng là thủy tổ lại đi rồi hỗn độn cấm địa bên trong thám hiểm chớ bị cái khác quần tộc lôi kéo mang đi cái kia hồn thiên cũng quả thực là đáng sợ nói tới thủy tổ bên cạnh năm đại đạo tôn dồn dập cau mày lăng vân đạo tôn lắc đầu nói năm gần đây thủy tổ quan sát thiên đạo bảo giám chuyển xuống nói nói là bộ tộc ta có đại họa xem ra chúng ta mở ra chư thiên biển sao sắp xếp tinh không đắc tội rồi một ít quần tộc để lợi ích của bọn họ bị hao tổn năm gần đây vũ trụ hòa bình chúng ta nhận vạn tộc ủng hộ ta không tin đạo tộc sẽ có đại họa Hư Kim đạo tôn hừ lạnh, thần tộc những thế lực này, vọng tưởng lay động ta đạo tộc. Hoàn toàn là nói chuyện viển vông. Một vị nữ tính đạo tôn đứng ra, phong thái vô song, cơ thể tiên huy vờn quanh, mơ hồ có đáng sợ năm tháng lực lượng nương theo nàng vận chuyển nàng chính là phi tiên đạo tôn thanh đạm nói năm gần đây thần tộc những này quân tộc liên hợp cùng trảm tiên đạo tôn trao đổi bọn họ muốn có được huyền hoàng đại thế giới một ít danh giới trực tiếp bị trảm tiên đạo tôn từ chối hừ trảm tiên tọa chấn huyền hoàng chủ sát phạt sao lại cùng bọn họ nhiều lời huyền hoàng đại thế giới chính là chúng ta đạo tộc dốc hết tâm huyết sáng lập ra, cũng không có vận dụng bọn họ siêu cấp quần tộc gốc khác hiện tại chạy tới chiếm tiện nghi. Thực tại buồn cười, hư kim đạo tôn hừ lạnh liên tục mà không quản bọn họ, thủy tổ đi tới cổ xưa hỗn độn vùng cấm, đi tra xét côn luân tiên sơn tung tích đi rồi. Hy vọng không muốn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đạo lăng vẫn bế quan một năm tiếp một năm hắn ngồi xuống mười năm một ít mộ danh mà đến quan sát cường giả không ít mười năm sau đạo lăng biến mất rồi có người nghe đồn hắn tụ hà phi thăng có người nói hắn hóa đạo cũng có người nói hắn vấn đỉnh đỉnh cao nhất lại có người nói hắn cùng vũ trụ đại đạo cùng một ngao du thái hư năm năm sau có người ở tám mươi quan nhìn thấy đạo lăng gây nên sóng lớn mênh mông hắn khoảng cách cửa ải cuối cùng chỉ có một bước ta sắp đột phá rồi. Không biết ta bước vào huyền hoàng đại thế giới, lại sẽ là ra sao? Đạo lăng tự lẩm bẩm ở thời đại này, yên tĩnh an lành, không có phân tranh, không có chiến loạn. Đây là tất cả mọi người đều ngóng trong tu luyện hoàn cảnh. Trên có 81 vị đạo tôn truyền thụ đạo Pháp, trước có huyền hoàng đại vũ trụ tu luyện tiên thổ sau lại đếm không hết tiểu tu sĩ mang theo phục hưng quần tộc ý chí lang bạt 81 thiên môn. Bởi vì đạo tộc sáng lập chư thiên biển sao, mở ra vũ trụ cổ lộ, xây dựng chư thiên cách cục. Hiện tại vũ trụ này vì vậy mà tràn ngập cảm xúc mãnh liệt phấn đấu. Đạo lăng áo trắng như tiết một bước tiếp một bước hướng đi cửa ải cuối cùng. Hắn bước vào tiên môn. Đi đến huyền hoàng đại thế giới. Nơi này hình ảnh để đạo lăng chấn động, tiên sơn liên miên, từ hàng ngang qua vũ trụ, trong mây mù tiên cung bồng bềnh, đại đạo khí tượng che kín bầu trời. So với chư thiên biển sao rồi rào gấp mấy chục lần tinh nguyên, thậm chí nơi này đại đạo có thể nói chư thiên đạo quả, ở đây thành đạo hy vọng quá to lớn, không trách cái kế tiếp cổ sử. Nhiều như vậy quân tộc nghĩ muốn tiến công huyền hoàng đại thế giới ngày xưa huy hoàng tại hạ một người cổ sử còn biết tái diễn chứ tham kiến tiền bối mờ mịt bên trong đạo lăng nhìn thấy trảm tiên đạo nhân chính là hắn tiếp dẫn đạo lăng mà đến hắn ồ trảm tiên đạo nhân sâu sắc liếc mắt nhìn đạo lăng biểu hiện có chút quái dị bấm chỉ suy tính trải qua thời gian rất lâu hắn đầy mặt yêu sắc sâu sắc thở dài thì ra là như vậy thì ra là như vậy thủy tổ tiên đoán thành thật Tiền bối đang nói cái gì? Đạo lăng nội tâm run mạnh. Lẽ nào hôm nay, chính là hộ đạo giả một mạch mất đi một ngày không thành? Đồn, bỗng nhiên, phồn hoa hưng thịnh huyền hoàng đại thế giới. Lan truyền một trận lại một trận đinh tai nhức óc chuông vang, phảng phất một khẩu chuông tang ở nổ vang, chấn động càn khôn cổ sử, chấn động đạo tộc hết thầy cường giả, chấn động mênh mông tiên môn. Đạo Lăng run rẩy ánh mắt nhìn sang, nhìn thấy một tòa hùng vĩ tuyệt thế tiên cung nhuộm máu, lộ ra thêm mỹ trùm sáng, ở đâu là đạo tổ thủy tổ đạo trường, có đổ nát xu thế. Chương 3764, hạ bộ cổ sử thấy thủy tổ huyền hoàng đại vũ trụ run mạnh đó là đạo tổ thủy tổ đạo trường hắn ở lại tiên cung đạo trường đạo tộc có thể có hiện tại huy hoàng cùng đạo tổ thủy tổ có quan hệ trực tiếp nhưng là hiện tại đạo tổ thủy tổ đạo trường lộ ra huyết quăng nhuộm đỏ vòm trời làm cho cả huyền hoàng đại thế giới đều ở gào thét hình như tại gào khóc đang vì đạo tổ thủy tổ thương tổn mà gào khóc tại sao lại như vậy thủy tổ bộ tộc ta tại sao biết bị thương thậm chí không bị khống chế hộ đạo giả một mạch thủy tổ công tham chư thiên chính là vũ trụ cường giả số một là ai có thể để hắn bị thương toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều rối loạn lời đồn xấu đếm không xuề cái kia huyết quang chiếu vào trái tim tất cả mọi người trên để bọn họ đều ở sợ hãi không biết đến cùng phát sinh đại sự gì một ngày này có thể nói huyền hoàng đại thế giới tận thế đạo lăng nhìn thấy một người một cái người quen thuộc nghiệp trướng trảm tiên đạo tôn hừ lạnh gánh vác trảm tiên đao phụt lên khủng bố ánh đao sức chiến đấu của hắn cũng không kém thủy tổ bao nhiêu thậm chí chủ sát phạt siêu cấp quân tộc đối với hắn đều kiêng kỵ ba phần bất tử đạo quân đạo lăng song quyền nắm chặt hắn là bất tử đạo quân hắn bây giờ còn phi thường tuổi trẻ người này cùng đạo tộc đến cùng có cái gì ân oán bất tử đạo quân sắc mặt có chút lại, nhìn chằm 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 tiên đạo tôn nói rằng. Hôm nay, chính là hộ đạo giả một mạch diệt phong ngày. Cái kia âm thanh khủng bố nổ vang, truyền khắp toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, làm cho tất cả mọi người đều đang run rẩy. Người này đang nói cái gì? Muốn tiêu diệt đi hộ đạo giả một mạch, hắn điên rồi phải không? Người này ta biết là đạo tộc thủy tổ tọa hạ đạo đồng, một giới nô bộc mà thôi một nô bộc dĩ nhiên dám to gan nói ra bực này ngôn từ. Ai cho hắn lá gan? Nhưng là đạo tộc thủy tổ trọng thương, đến cùng cùng hắn có quan hệ gì? Người này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Tất cả mọi người đều sợ hãi, đạo lăng lại là nổi giận đùng đùng, cái kế tiếp cổ sử, uy chấn chư thiên biển sao thiên đạo giáo. Thiên đạo giáo người sáng lập bất tử đạo quân, dĩ nhiên là đạo tộc thủy tổ môn hạ một cái đồng tử chuyện này quả thật chính là một chuyện cười lấy nô bắt nạt chủ để đạo lăng muốn rách cả mí mát lẽ nào hộ đạo giả một mạch chôn vùi cùng bất tử đạo quân có quan hệ trực tiếp bọn ngươi biết chút ít cái gì những năm này ta cho đạo tộc làm châu làm ngựa hiện tại nói thế nào cũng phải đòi lại một ít lợi tức trời cao không tệ với ta để ta bước vào trí cường giả cảnh giới ha 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 Bất tử đạo quân cười to, một bộ tiểu nhân đắc chí dáng vẻ. Hắn cùng ngoại giới cường giả liên thủ đặt một cái bẫy, đem đạo tộc thủy tổ dẫn dắt hỗn độn cấm địa bên trong, đem trọng thương. Bằng không các đại quân tộc căn bản không dám đứng ra cùng hộ đạo giả một mạch là địch. Một con cờ mà thôi, thật là tức cười. Chảm tiên đạo tôn lắc đầu nói, ta đạo tộc kiếp. Há có thể là ngươi một nô bộc có thể trái phải. Quân cờ bất tử đạo quân cười to nói ha 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 cuối cùng ai là quân cờ hiện tại có kết luận hơi sớm các ngươi vẫn là suy nghĩ một chút làm sao sống quá tai nạn này nói sau đi theo một ngày này bắt đầu toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều đang run rẩy bởi vì tiên môn bị khống chế lại khống chế tiên môn cường giả chính là bất tử đạo quân hắn lấy đạo tộc tộc nhân máu lấy đạo tộc đại đạo đem tiên môn mạnh mẽ đóng đây là hậu quả nặng nề, đạo tộc thủy tổ xuất thế một ngày bắt đầu. 80 vị đạo tôn ngang qua tiên môn đi tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới, nhưng là tiên môn đóng, để đạo tộc đạo tôn tao ngộ lôi đình cực điểm, quả thực muốn giết bọn hắn toàn bộ. Giết a, à, hủy diệt hộ đạo giả một mạch, Huyền Hoàng Đại Thế Giới là chúng ta. Giết, các mặt đất vực nổ vang khủng bố sát âm, một tôn lại một tôn vô thượng tôn tại theo trong ngủ say tỉnh lại. Đây là siêu cấp quần tộc đại nhân vật đang ra tay, bọn họ lén qua tiên môn, hiện nay theo trong ngủ say đứng lên đến, mang theo đồ nát đạo tộc một mạch quyết tâm. Đạo Lăng nổi giận đùng đùng. Đạo tộc nô bộc khống chế tiên môn, chặt đứt cùng ngoại giới đường nối quan hệ. Tuy rằng huyền hoàng đại thế giới bên trong cũng có một nhóm cường giả đỉnh cấp thậm chí có chảm tiên đạo tôn loại này nhân vật đáng sợ, nhưng là cũng không ngăn được các đại siêu cấp quần tộc liên thủ. Ở thời đại này, lấy thần tộc cùng cự linh tộc kinh khủng nhất. Hai đại chủng tộc chẳng khác nào tiên thiên sinh linh, ở thời đại này chỉ đứng sau hộ đạo giả một mạch, hai đại siêu cấp quần tộc liên hợp khắp nơi, chuyện này đối với đạo tộc là hậu quả nặng nề. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới nhuộm máu, liên miên tiên sơn sụp nứt, đếm không hết tiên cung nổ tung. Bọn họ giết vào, mới vừa thức tỉnh chính là mạnh nhất chiến lược. Liên miên đại sát khí giải phong, một khẩu tiếp một khẩu hỗn độn trí bảo đang thức tỉnh. Phóc, có đạo tộc đại nhân vật kêu thảm thiết bị đánh ở trong hư không nổ tung. Đạo tộc Sơn môn Cố Nhiên có trấn giáo đại trận, nhưng là căn bản không chịu đựng được các đại siêu cấp quân tộc sức mạnh. Cái kia bất tử đạo quân cũng đủ rất khủng bố, hắn được đại tạo hóa, bước vào vũ trụ chí cường giả cảnh giới, quả thực công tham chư thiên tạo hóa, cùng Trảm Tiên đạo tôn chém giết cùng nhau. Đánh khó phân thắng bại đạo tộc tổ địa đều ở phá nát có hai từ đang khóc lung lay ngã vào trong vũng máu mẫu thân các ngươi này quần xúc sinh sẽ gặp báo ứng lão cường giả ở gào lên đau xót lúc này mới thời gian bao lâu huyền hoàng đại thế giới máu chảy sông dài thần tộc liên hợp khắp nơi mật mưu đã lâu bằng không cũng sẽ không dẫn đến nhiều cường giả như vậy giết hết không giữ lại ai đạo tộc dư nghiệt một cái đều không có thể sống sót tất cả mọi người đều phải chết đều phải chết ở chỗ này thiên hạ này đem không họ đạo ác ma vậy âm thanh nổ vang bọn họ tàn lãnh cười nhắm ngay người già trẻ em nhắm ngay một đứa bé bọn họ hôm nay muốn tàn sát một cái dòng họ tuyệt diệt toàn bộ đạo tộc không thể thả đi một cái người thậm chí có chút người ở trắng trợn tàn sát huyền hoàng quân tộc sinh linh bọn họ sợ có đạo tộc dư nghiệt chạy đi tương lai cho tàn lại cháy này quân xúc sinh đạo lăng nổi giận đùng đùng hắn muốn qua tham chiến muốn qua cùng bọn họ huyết chiến nghĩ phải bảo vệ đạo tộc hai tử nhưng là tùy ý đạo lăng lại mạnh hắn căn bản là không có cách thức tỉnh vào lúc này đạo lăng phát hiện hắn có chút hư huyễn hắn bất cứ lúc nào đều muốn tản đi muốn rời khỏi này một bộ cổ sử đạo lăng không thể nào tiếp thu được chuyện này tại sao đạo tộc sẽ là kết cục như vậy bọn họ sắp xếp biển sao sáng lập chư thiên biển sao giáo hóa chúng sinh đây là công tích vĩ đại vì sao lại là kết cục như vậy hiện tại đạo lăng chỉ có thể trơ mắt trơ mắt nhìn đạo tộc cường già cũng ở trước mặt hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một ít hài từ bị hành hạ đến chết đến chết a à, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to hắn nhìn thấy rất nhiều bằng hữu chết đi nhìn thấy hắn kết giao đạo tộc tuổi trẻ kỳ tay chết trẻ. Thậm chí đạo tộc này một đời đạo tử cũng chịu khổ độc thủ, trốn không thoát những cường giả này lòng bàn tay, tựa hồ bị đánh tới giải thề. Huyền hoàng đại vũ trụ nhuộm máu, đỏ tươi trùm sáng, thẩm thấu ở đạo lăng trong xương. Đây là nợ máu, chủng tộc diệt vong mối thù. Đạo lăng gào lên đau xót, hắn cái gì đều làm không được chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn này máu tanh tất cả, nhìn đạo tộc theo trong huy hoàng hủy diệt. Mãi cho đến cuối cùng, đạo lăng cái gì đều không nhìn thấy. Đầu đầu cũng có máu, đầu đầu cũng có hài cốt. Bị đè ép tiên môn lại bị mở ra, đạo tộc 80 vị đạo tôn phát ra tan nát cõi lòng âm thanh, bọn họ đời sau, con cái của bọn họ đều chết thảm, không hề sinh cơ có thể nói đây là khủng bố liều mạng, chết rồi quá nhiều quá nhiều người, mặc dù là thần tộc các đại quân tộc đều bị thương nặng, bất tử đạo quân đều kém chút bị chém giết. Mãi cho đến đạo lăng sắp tản đi. Hắn nhìn thấy đạo tộc thủy tổ lại một lần nữa đứng lên đến, ảnh hưởng toàn bộ chư thiên cách cục vận chuyển, thậm chí lấy ra một khẩu cự phủ phôi thô. Ném tới huyền hoàng đại thế giới bản nguyên chi hải đây chính là cự phủ lai lịch bị đạo tộc thủy tổ theo hỗn độn cấm kỵ bên trong mang về bảo vật tương lai sẽ dùng nó mở ra huyền hoàng đại thế giới đây là ở ngọc đá cùng vỡ huyền hoàng đại thế giới ảnh hưởng chư thiên biển sao vũ trụ hôm nay một lần đáng sợ luân hồi muốn đi vào dưới một bộ cổ sử ở trong hủy bộ tộc ta quê hương diệt ta đạo tộc đạo thống nhưng ta đạo tộc tổ huyết không khô hạ bộ cổ sử ta đạo lăng sẽ đến nhà viếng thăm. Đạo lăng hóa thành thời không mưa ánh sáng, cõng lấy huyết hải thâm cừu, trở về dưới một bộ cổ sử. Trường 3765, vũ trụ chi tử tại sao có thể có mạnh như vậy sát niệm? Đạo lăng tinh thần ý chí không ở trong người, lẽ nào thần du thái hư đi rồi? nên thức tỉnh, bất hủ sơn xuất hiện biến cố lớn. Đạo quân thân tử rất khả năng thành công. Bí phủ bên trong, đại hắc bọn họ căng thẳng quan sát đạo lăng tọa quan nơi, đạo thiên thạch đã vỡ vụt, đạo lăng dĩ nhiên tái tạo thành công. Hắn ngủ say đoạn thời gian này, biến hóa lớn vô cùng, khi thì khủng bố, khi thì vắng lặng, nhưng là hiện đang phát tán ra đồ thiên sát niệm, tựa hồ trải qua một chuyện. Thiên đình bên trong không bình tĩnh một đám lại một đám chiến binh sừng sững trên mặt đất cầm thiên binh người mặc chiến giáp tỏa ra ngập trời chiến ý ngàn vạn chiến binh hội tụ đây là cỡ nào mênh mông hình ảnh đây chính là một đám chờ đợi ra hạp hổ lang một khi chiến ra lệnh đạt sẽ lập tức xuất trinh trinh chiến thiên hạ lão đại ca đệ tử thu nguyệt tiên tử yêu đế hiện tại ba đại cường già đều là khủng bố tuyệt luân hạng người, lão đại ca đệ tử không cần nhiều lời, Chư Thiên Đế bên trong đỉnh phong cường giả, này Thu Nguyệt Tiên Tử cùng Yêu Đế dĩ nhiên khôi phục hao tổn. Lấy sức chiến đấu của bọn họ, mặc dù là một ít Chư Thiên Đế, cũng rất khó làm sao. Thế hệ tuổi trẻ đế cảnh cường giả hội tụ, hình thiên những cường giả này, uy thế ngập trời những năm này bình định khắp nơi náo loạn huyền hoàng đại thế giới xem như là tranh thủ đến một ít thời gian nhưng là một khi đạo quân thân tử mở ra đạo tạng đó mới là hạo kiếp đến ngày đạo thiên đế chết đi đã có sáu năm thiên đình cố nhiên đại thế quật khởi đáng tiếc rắn mất đầu đời này lẽ nào đạo quân thân tử sắp sửa xưng hùng thiên hạ vô địch nhân thế gian Huyền Hoàng đại thế giới thời gian đã không nhiều, ta đã chiếm được một ít nội tình, thần tộc những này siêu cấp quân tộc đều ở mưu đồ một cái mật tàng. Một khi được này mật tàng, sẽ mở ra rộng phủ nhằm vào Huyền Hoàng quân tộc. Hơn nữa bây giờ cách Huyền Hoàng đại thế giới luân hồi đã không xa, cũng là thời gian mấy năm qua. Một ngày này bất hủ sơn náo động cách rất xa một vài người ngóng nhìn hướng về bất hủ sơn bọn họ tựa hồ nhìn thấy một tôn nhân vật vĩ đại một tôn chủ tể cao cư cửu thiên để vùng tinh không vũ trụ này đều run dày theo xảy ra chuyện gì lẽ nào đạo quân thân tử bước vào vũ trụ trí cường giả cảnh giới không thể huyền hoàng đại vũ trụ luân hồi còn chưa có bắt đầu Ta tính toán, đạo quân thân tử nên trở thành huyền hoàng đại thế giới vũ trụ chi tử. Cái gì? Trở thành vũ trụ chi tử, hà không phải nói. Tương lai đạo quân thân tử có hy vọng được huyền hoàng đại thế giới. Các đại quân tộc đều biến sắc, mật tông cùng cự linh tộc những thế lực này sắc mặt có chút không dễ nhìn, mấy năm gần đây. Tộc này cường giả đều ở quan sát huyền hoàng bản nguyên, chờ mong có thể trở thành vũ trụ chi tử nhưng là bọn họ không nghĩ tới đạo quân thân từ tiêu tốn chuyện nhỏ này hắn dĩ nhiên liền thành công tương lai một khi hắn bước vào chư thiên đế cảnh giới chẳng lẽ có thể được huyền hoàng đại thế giới chuyện này gây ra động tĩnh quá to lớn gây nên các đại quân tộc quan tâm đây là một vài người đều không muốn nhìn thấy thần tộc những thế lực này cũng không hy vọng nhìn thấy rốt cuộc ai đều muốn có được huyền hoàng đại vũ trụ bọn họ những thế lực này trải qua thượng cổ cổ sử mới hiểu rõ huyền hoàng đại thế giới chỗ cường đại một khi chiếm cứ nơi này chẳng khác nào nắm giữ bước vào chư thiên đế đường tát thượng bộ cổ sử hộ đạo giả một mạch ít nhất cũng có trên trăm vị chư thiên đế còn không phải là bởi vì chiếm cứ huyền hoàng đại thế giới cái này mạnh nhất tiên thổ chỗ này quá mê người ầm 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 thiên đều muốn lật úp đại đạo nương theo đạo quân thân tử nổ vang Thời khắc này hắn, trí thần trí thánh, hô hấp gian vũ trụ đại đạo ngang trời hiện ra, trong thiên địa dị tượng lộ ra. Điềm lành ngàn tỷ sợi, đem đạo quân thân tử tôn lên vĩ đại tiệt thế. Hắn phảng phất một tôn cổ xưa thần linh, một tôn cổ xưa đạo tiên, đối với đạo cùng pháp nắm giữ trình độ. Đồng đại chính là đệ nhất nhân. Rốt cuộc năm đó bất tử đạo quân chính là đạo tộc thủy tổ tọa hạ đồng tử, học được đạo tộc đếm không hết điển tịch bí pháp này đạo quân thân từ tự nhiên tất cả nắm giữ. Vù, làm con ngươi của hắn mở thời khắc, vòm trời này đều âm trầm lại, vũ trụ này đại đạo đều run dày theo. Ngàn tỷ dặm cương vực đều đi theo chập trùng, này từng sợi từng sợi khí tức tựa hồ ngang qua toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Thành công, thiên đạo giáo giáo chủ cười ha ha, thành công. Chúc mừng thiếu giáo chủ, trở thành huyền hoàng đại thế giới vũ trụ chi chủ. Lời này để thần thiên bá bọn họ cau mày, vũ trụ chi tử không phải là vũ trụ chi chủ. Người nào không biết nhận chủ huyền hoàng đại thế giới khó khăn vạn phần, mặc dù là bất tử đạo quân đều rất khó làm được, nhìn thấu bản nguyên vũ trụ, không có nghĩa là có thể nắm giữ vũ trụ. Ai, năm đó một con cờ, hiện tại ngược lại hắn chủ đạo, thậm chí còn là hắn thân tử, vận mệnh nha, khó có thể dự đoán. Cự linh tộc một tôn thủy tổ lắc đầu. Năm đó bọn họ trợ giúp bất tử đạo quân bước vào chư thiên đế, chính là muốn trọng thương đạo tộc thủy tổ, bất tử đạo quân không phụ sự mong đợi của mọi người. Đem đạo tộc thủy tổ dẫn tới một cái tuyệt địa. Kết quả tình huống nằm ngoài dự đoán của bọn họ, bất tử đạo quân đối với đạo tộc nắm giữ quá toàn diện. Hắn dù sao cũng là đạo tộc thủy tổ tọa hạ đồng tử, trận chiến đó các đại siêu cấp quân tộc tồn thất nặng nề. Thần tộc đạo tộc 81 vị đạo tôn, uy chấn biển sao tồn tại. Cũng có một nhóm sống sót giết ra ngoài, điên cuồng trả thù các đại quân tộc mà bất tử đạo quân lại là biến mất không thấy hình bóng kỳ thực hắn đi đạo tộc ngày xưa tạo hóa địa cướp đoạt vô cùng cất giấu trừ ra đạo tạng bên ngoài đạo tộc còn lại bảo tàng trên căn bản đều bị bất tử đạo quân cho lấy đi sau đó liền có thiên đạo giáo quật khởi này bất tử đạo quân cũng phi thường có thể ẩn nhẫn bằng không thiên đạo giáo sẽ không trở thành tam đại vô thượng giáo như thế chút năm nếu không có hồn thiên giáo chủ đối phó bất tử đạo quân thiên đạo giáo sẽ phi thường đáng sợ nhưng là vận mệnh trêu người năm đó bọn họ coi là quân cờ bất tử đạo quân hiện tại đã đến cao cao không thể với tới cấp độ thiếu giáo chủ hiện tại cảm giác thế nào thiên đạo giáo giáo chủ hỏi đạo quân thân từ cười nhạt nói có thể vẫn là phụ thân thần cơ diệu toán năm đó bảo lưu một ít đạo tộc đạo tôn máu ta thường thường lấy đạo tộc đạo tôn máu gột rửa thể xác tương đương với nửa cái đạo tộc người thủy tổ tự nhiên thần thông quảng đại không chỗ nào không kịp thiên đạo giáo giáo chủ kinh hỷ đối với chuyện này hắn hiểu rõ vô cùng cái nào một thời đại quá rối loạn lâu dần tiến vào một cái này cổ sử bên trong bất tử đạo quân đủ mạnh liền xuống tay săn giết ngày xưa đào tẩu đạo tộc đạo tôn lấy đi không ít tâm đầu huyết Hắn đem những này hy thế bảo huyết lấy ra, phun bón hắn thân tử. Thủy tổ nhưng là nói rồi, đạo tộc thủy tổ, năm đó tiến vào đạo tạng bên trong, phòng Trừng đã sớm chết đi, nếu như có thể thành công được đạo tộc thủy tổ bảo huyết, đó mới là khủng bố. Nắm giữ tiên môn một tia độ khó đều không có. Không sai, phụ thân đã báo cho ta. Đạo quân thân tử cười nói, đạo tộc đạo tạng, ta chờ mong rất lâu, nếu là có thể được tiên kinh, đối với phụ thân trợ giúp tất nhiên rất lớn. Có muốn hay không để thủy tổ ra tay, bước đi các thế lực lớn. Thiên đạo giáo giáo chủ nói rằng, cái kia cũng không cần. Đạo quân thân từ cả người lộ ra một tiêu uy thế, để thiên đạo giáo giáo chủ hoảng sợ. Hắn cũng thiếu chút nữa dĩ vãng. Hắn bây giờ nhưng là huyền hoàng đại thế giới vũ trụ chi tử, hắn ở đây chính là vô địch, bất bại, mặc dù là đệ nhất và đệ nhị nhảy ra cũng không thể chống đỡ được đạo quân thân tử. Nghĩ tới đây, Thiên đạo giáo giáo chủ liền kích động như điên, đã không kịp đợi, không kịp đợi nhìn thấy thế hệ tuổi trẻ vô địch chí tôn, thần phục ở đạo quân dưới chân hình ảnh. Ta đã thấy đạo tạng cũng không ở nơi này, mà là ở Chư Thiên Vạn Giới, lập tức lên đường, đi tới Chư Thiên Vạn Giới, lấy đi đạo tạng. Đạo quân thân tử đứng lên đến, phong thái tung bay. Để rất nhiều nữ tử vì đó khuynh đảo. Chương 3766 Chư Thiên Đạo Lang bọn họ đã đi rồi động tác thật là rất nhanh lẽ nào đã tìm tới đạo tạng tiên tộc thủy tổ vẫn ở nhìn kỹ bất hủ sơn nhận ra được hình ảnh thời khắc hắn cau mày đối với đạo tạng hắn hiểu rõ không ít rất quan trọng chính là trước cổ sử mạnh nhất tiên tàng nếu là có thể được quả thực được trước cổ sử truyền thừa năm đó đạo tộc thủy tổ lấy tiên kinh cùng tiên môn sáng lập biển sao mở ra cổ lộ mới có chư thiên biển sao rầm rộ đến tiên kinh liền có thể được nắm giữ tiên môn này đạo tạng ai không muốn có hoàng tộc thủy tổ bình tĩnh mở miệng cổ chi nghe đồn này tiên môn cùng tiên kinh đều là tạo hóa hải một đầu khác lưu truyền tới bí bảo này tạo hóa ta hoàng tộc có thể muốn tranh một chuyến Huyết sắc cấm kỵ lộ Tam Đại Bất Hủ gia tộc, lấy luân hồi một mạch kinh khủng nhất, tộc này thủy tổ mặc dù là lão đại ca đều không làm gì được. Có thể thấy được luân hồi thủy tổ trình độ kinh khủng, rất khả năng cùng Bất Tử Đạo Quân là cùng một cấp bậc cường giả. Ha ha, năm đó đạo tộc là cỡ nào hưng thịnh. Liền bọn họ đều không mở ra tạo hóa hải, mặc dù là nắm giữ tiên môn cùng tiên kinh có thể làm sao? Cuối cùng con đường chỉ có dựa vào bản thân mới có thể bước ra đi. Chỉ có luân hồi thủy tổ vắng lặng, hắn công tham tạo hóa, độ mạnh là người đời vô pháp cân nhắc. Thế gian đã không có cái gì đồ vật có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn, toàn bộ cửu tuyệt thiên động tĩnh đều không nhỏ, đại nhân vật liên tiếp đi xa, rời đi cửu tuyệt thiên, đi tới chư thiên vạn giới thậm chí một ngày này dị vực chi cửa màu đen sương mù ngập trời tỏa ra từng trận khủng bố khí lưu này một tấm đóng chặt cổ xưa cửa lớn bỗng nhiên mở ra lộ ra ngang qua vũ trụ tinh không cuồn cuộn sương mù dị vực đi ra đế lộ chiến run mạnh huyền hoàng quân tộc không nghĩ tới dị vực dĩ nhiên vào lúc này đi ra lẽ nào bọn họ mưu đồ mưu tạo hóa lớn như vậy Lẽ nào dị vực nhiều năm như vậy tiến công huyền hoàng đại thế giới, cùng hiện tại các đại quân tộc đi tới chỗ cần đến có trực tiếp liên quan hay sao? Lần này dị vực chưa từng quy mô lớn xuất binh, thanh thế cũng không nhỏ, đi ra mỗi người đều là cường giả đỉnh cấp, bọn họ nhìn đế lộ chiến, hồi tưởng lại mười mấy năm trước một trận chiến. Hồi tưởng lại năm đó huyết tổ cùng lực tổ chết đi hình ảnh. Đạo chủ đã chết, đáng buồn đáng tiếc ta giới bởi vì đạo chủ tổn thất nặng nề, hiện tại ngược lại tốt. Người này chết đi nhiều năm như vậy, nhưng trong lòng kìm nén một đám lửa, thủy trung phun không ra. Huyền hoàng quân tộc tương lai sắp sửa tan thành mây khói, tương lai cách cục. Mặc dù là chúng ta dị vực cũng muốn cẩn thận một chút. Ha ha, tìm được trước đạo tạng quan trọng, cho tới thiên đình, chờ giải quyết đạo tạng ở đi giải quyết thiên đình bọn họ e ngại huyền hoàng trí cường giả chúng ta dị vực vũ trụ đặc thù có thể không e ngại hắn huyền hoàng quân tộc thiên đình chúng ta cùng cái thế lực này dây dưa quá lâu nếu đạo chủ đã chết đi hắn sáng lập thế lực cũng không có cần thiết ở truyền thừa dị vực vũ trụ cực kỳ khủng bố ở thượng cổ cổ sử dị vực là khoảng cách huyền hoàng đại vũ trụ gần nhất biển sao cũng là dính huyền hoàng đại vũ trụ ánh sáng, dẫn đến dị vực vũ trụ cực kỳ biến thái, mặc dù là lão đại ca giết hướng về dị vực cũng sẽ tao ngộ dị vực vũ trụ máu tanh chấn áp. Cửu tuyệt thiên liên tiếp chấn động, rất nhiều quân tộc đều chạy tới tham gia trò vui. Lần này bất tử đạo quân thân tử không có ẩn giấu tung tích, hắn biết một khi ẩn giấu chẳng khác nào trêu chọc toàn bộ chư thiên biển sao thiên đạo giáo mặc dù là lại mạnh ở bất tử đạo quân dưỡng thương thời khác bọn họ cũng không thể cùng người trong thiên hạ là địch bọn họ đây là muốn thiên đình phương hướng nam thiên môn đứng một nhóm cường giả thập đại chí bảo treo lơ lửng ở nam thiên môn nơi này tập hợp thập đại chí bảo có thể phát huy ra suất quỷ nhập thần sức mạnh, Giám Thiên ấn công hiệu gấp mấy lần bạo phát, hiện tại có thể nói nó có sức mạnh quản giáo toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới. Giám Thiên ấn phát hiện nơi bọn họ cần đến, tựa hồ là Chư Thiên Vạn Giới, nhưng là Chư Thiên Vạn Giới đã bị Chư Thiên Biển sau các đại quân tộc chiếm cứ. Việc này rất lớn, chúng ta không để ý tới đạo lăng xuất quan, lập tức lên đường đi tới Chư Thiên Vạn Giới. Khiếu thiên, việc này, vẫn cần ngươi đến dẫn dắt, rốt cuộc bọn họ muốn tìm đồ vật. Là các ngươi đạo tộc tiên táng. Ta trước tiên dẫn dắt một nhóm người đi tới, tạm thời không thể quy mô lớn điều động, may mà năm đó đem thông thiên tế đàn lưu lại. Bằng không chúng ta chạy tới có thể phải hao phí thời gian rất lâu. Thiên đình một nhóm cường giả đình cấp, chư thiên biển sau các đại quân tộc trên căn bản cũng giải, nếu là bị phát hiện rất có thể sẽ đưa tới hạo kiếp bất quá giả bác quân mang đến một ít đặc thù bảo vật chính là bao bất nghĩa rèn luyện ra bí bảo có thể che lại hơi thở của bọn họ chỉ có bất tử đạo quân loại này tồn tại mới có thể nhìn thấu bọn họ bản thể thời gian liền như vậy một ngày tiếp một ngày đi qua Bí phủ bên trong, đại đạo luân âm vang vọng. Trong này ngồi xếp bằng một cái bóng, có thể nói cửu thiên sinh linh, có thể nói chư thiên đạo tôn. Khổng tước trên mặt có kinh hỉ, nàng phát hiện đạo lăng khí tức bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Đã vượt qua hắn đỉnh phong thời đại, lẽ nào đạo lăng muốn bước vào đại đế cảnh giới? Mỗi một ngày đi qua, đạo lăng khí tức liền hừng hực một phần, đại đạo khí tượng như vực sâu biển lớn trong lúc hắn hô hấp bí phủ đều đang run rẩy thiên đình bên trên tinh vực đều ảm đạm xuống đạo lăng ở luyện hóa biển sao cường thịnh bản thân hắn hiện tại tu luyện hơi một tí đều cần mênh mông thần lực may mà các đại quân tộc cường giả đều rời đi bằng không động tĩnh này sẽ khiến cho không nhỏ động tĩnh chẳng lẽ muốn chuyển tỉnh rồi đàn đế đi vào này bí phủ đều không che lấp được đạo lăng khí tức đã bắt đầu dạn nớt ngồi xếp bằng ở bên trong cái bóng có thể nói tiên dương đang thiêu đốt đại đạo gợn sóng quá mức khủng bố đều muốn chống ra vũ trụ này vòm trời ầm 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 thời khắc này một trận lại một trận đạo âm nổ vang xé ra vòm trời nhật nguyệt tinh đấu đều đi theo lay động không thể tưởng tượng nổi một màn đạo lăng thần du thượng bộ cổ sử đoạt được đạo quả phản phổ bản thân này thông thiên triệt địa đạo âm vang lên ầm ầm vờn quanh đạo lăng chập trùng sau lưng của hắn phóng ra một tấm lại một tấm thông thiên đại đạo đồ mỗi một tấm đạo đồ đều tràn ngập chư thiên uy thế đạo đồ bên trên ngồi xếp bằng một cái cái bóng mơ hồ phảng phất cúi nhìn chư thiên vô thượng tồn tại đây là cái gì đan đế trố mắt ngoác mồm Lão đại ca đệ tử đều bị kinh động, đi tới nhìn tình cảnh này, nội tâm có khó mà tin nổi. Đây là một tôn lại một tôn đạo môn thủy tổ vậy, cường giả diễn hóa ra đạo, hiện nay bị đạo lăng biến hóa ra, quả thực muốn rọi sáng chư thiên vạn vực. Tại sao có thể có mạnh như vậy đạo hạnh? Những năm này đạo lăng được cái gì? Lão đại ca đệ tử có chút khó mà tin nổi, đã hiển hóa ra hơn 30 vị, đều là đạo tộc đạo tôn, bọn họ giáo hóa chúng sinh, truyền đạo thiên hạ. Đạo Lăng xông qua một cái tiếp một cái thiên quan, hơn trăm năm thời gian, há có thể là sống uổng. Ầm ầm, bí phủ triệt để nổ tung, không chịu đựng được đạo Lăng khí tức thời khắc này đạo Lăng. Có thể nói chư thiên đạo tôn, hắn lỗ chân lông phụt lên ra khí lưu, xé ra đầy trời biển sao khủng bố vô biên hình ảnh, một tấm lại một tấm cổ xưa đạo đồ bao trùm đại vũ trụ. Mỗi một cái đạo đồ đều ngồi xếp bằng một cái đáng sợ đạo tôn. Liền như vậy một tấm tiếp một tấm hiện ra. Tà hoa mát, bốn phía nghị luận người ngu tiết, bọn họ kích động run. Bọn họ nhìn thấy thiên đình người sáng lập, huyền hoàng quân tộc lĩnh quân cường giả, đạo thiên đế dĩ nhiên ngồi xếp bằng ở đây ngông nghênh tu luyện. Thậm chí uy thế ngang qua vũ trụ biển sao Làm 80 tấm đạo đồ ngang trời hiện ra thời khác Đạo lăng quả thực gánh vác 80 tôn đạo tôn Hắn sừng sững ở trung tâm Có thể nói chư thiên đạo tôn Bễ nghệ vũ trụ biển sao Đây là khủng bố ngập trời thể hiện Dưới một bộ cổ sử gặp gỡ Đạo lăng đem lấy 9981 đạo tôn đồ Kéo dài đạo tộc huy hoàng Trinh phạt thiên hạ Vấn đỉnh trí cường chương 3767, Đại Đế Cảnh. Là thiên đế, có người giết gào, sợi tóc múa tung, kích động rơi lệ, điên loạn giết gào, thiên đế còn sống sót, hắn thật vẫn ở nhìn chăm chăm chúng ta, hắn còn sống sót. Sống sót. Thiên phong đỉnh, những chiến binh này ngốc tiết, lập tức giống như điên giống như cuồng, chỉ có giống to mới có thể phát tiết tâm tình của nội tâm gợn sóng. Đây là truyền kỳ cái này bất hủ phong bi, căn bản chưa từng chết đi, hắn vẫn ở thiên đình bên trong tu hành. Ha ha ha, thiên đế còn sống sót, hiện tại mới vừa xuất quan, ha ha ha, các anh em. Thiên đế còn sống sót khỏe mạnh. Các lão huynh đệ, các ngươi mở mắt ra nhìn a, à, thiên đế lão nhân ra người còn sống sót, ha 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 ha, dưới cửu tiền các ngươi có thể ngủ yên. Ha 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 ha. Những chiến binh này, họ hét, gầm thét lên, kích động ôm nhau mà khấp, đã từ Trần Thần Thoại lại một lần nữa trở về, bọn họ tin tưởng sẽ có một ngày Thiên Đình sẽ huy hoàng cực điểm. Ầm ầm ầm, Thiên Phong đỉnh động tĩnh quá khủng bố, ép đều ép không ngừng khủng bố khí thế từng trận lan tràn, này đại đạo lực lượng xuyên qua vũ trụ càn khôn. Đều muốn tìm hiểu đến thượng bộ cổ sử ở trong chư thiên tụng kinh âm vang vọng như lôi như biển một tôn lại một tôn mơ hồ đạo tôn ngồi xếp bằng ở chư thiên biển sao bên trong phảng phất một tôn lại một tôn vô địch thiên hạ đạo tổ miệng mũi phụt lên đạo âm tỏa ra chư thiên đạo quả lực lượng tám mươi vị đạo đồ quay chung quanh đạo lăng vận truyền tám mươi tôn đạo tôn tụng kinh rơi xuống hào quang phóng ở đạo lăng thân thể trên thời khắc này đạo lăng trí thần trí thánh, cơ thể tràn ngập kinh thế trùm sáng. Hắn ở đạo thiên thạch bên trong tái tạo, chặt đứt hết thầy, hiện tại đạo lăng chẳng khác nào tân sinh, tương đương với ở trong hỗn độn đi ra, tương đương với theo cấm kỵ bên trong thức tỉnh. Thể xác của hắn bùng nổ ra ngàn tỷ sợi khí huyết chi nguyên, toàn bộ mái tóc vũ động, cả người tỏa ra cái thế khí thế. Thậm chí 80 vị đạo tôn càng ngày càng hưng hực theo đạo lăng bản thể bắt đầu vận chuyển, như vực sâu đạo lực đan xen vào nhau, mơ hồ muốn hiển hóa ra ngang qua chư thiên biển sau tuyệt thế đạo lực. Chảm tiên tam đao, thanh âm hùng hậu nổ vang. Ngày xưa đạo lăng được một phần chảm tiên tam đao tu luyện pháp môn, hiện nay hắn lấy trí cao vô thượng đạo pháp, lấy 80 vị đạo tôn đạo quả lực lượng, thôi diễn chảm tiên tam đao. Đắp nạn chủ sát phạt chảm tiên đạo tôn. Lần này thôi diễn động tĩnh lớn lao tuyệt thế, đại đạo tiên âm vờn quanh, đầy trời tiên quang bắn ra bốn phía, nơi này tự hồ hóa thành một phương tiên thổ. Tự hồ hóa thành một cái loại nhỏ chư thiên biển sao, tỏa ra bổ ra tiên khung tuyệt thế lực lượng. Thời khắc này, đạo lăng thay đổi, trí cường đạo quả, hóa thành một khẩu lại một khẩu óng ánh tiên đao treo ở đạo lăng sau lưng tam đại tiên đao hừng hực thiêu đốt trong đó một tôn tiên đao đều muốn chém đoạn mênh mông cổ sử đều muốn bổ ra thiên này vù đạo lăng mi tâm hừng hực sán lạn đi ra một tôn nguyên thần có thể nói cửu thiên thần linh cúi nhìn thiên hạ tỏa ra cúi nhìn chư thiên biển sao vô thượng uy thế lão đại ca đệ tử biến sắc đây là cỡ nào mạnh mẽ nguyên thần đây là đứng ở chư thiên đế lĩnh vực ở trong sao đạo lăng thần du thượng bộ cổ sử hơn trăm năm ở tám mươi vị đạo tôn cửa tĩnh tu hơn trăm năm sau đạo lăng luyện thành vô song đạo tâm hắn nguyên thần thông thần thông thiên thông vạn đạo thông cổ kim tương lai trảm tiên tam đao trảm hồn màu vàng nguyên thần Khủng bố ngập trời, quả thực có thể nói Tiên Dương đáng sợ đến mức tận cùng, mang theo một khẩu tiên đao, tỏa ra tuyệt diệt thế gian thần hồn kinh thế lực lượng. Trảm Tiên Tam Đao! Trảm Thiên! Thành âm hùng hậu lại một lần nữa nổ vang, không thể nào tưởng tượng được đại đạo lực lượng dốc toàn bộ lực lượng ở vũ trụ biển sao bên trong hội tụ thành một khẩu tiên đao. Tràn ngập Trảm Thiên lực lượng, khai thiên lực lượng, mở ra hỗn độn lực lượng. Chảm tiên tam đao, trảm tiên. Thời khắc này, đạo lăng cơ thể bỗng nhiên hóa thành một khẩu tiên đao. Tài năng tuyệt thế chi khí, xé rách này thương khung tinh không, khí huyết ngàn tỷ sợi thiêu đốt, tựa hồ muốn bổ ra toàn bộ cửu tuyệt thiên. Chảm tiên tam đao. Chính là chảm tiên đạo tôn thôi diễn ra cái thế tuyệt học, là đạo tộc mạnh mẽ nhất thần thông một trong, hiện nay bị đạo lăng thôi diễn đi ra thời khắc này chống ra vũ trụ biển sao thông thiên dị tượng, phát sinh khó mà tin nổi nghịch truyền. 9981 Thứ 81 đạo trảm tiên đạo tôn hiển hiện ra thời khác. Nơi này trở thành một cái vĩnh hằng, 81 vị đạo tôn ngồi xếp bằng, tụng đọc đại đạo thiên âm, tựa hồ hình thành một cái thiên nhiên chư thiên đạo đồ, nói hết đạo cực điểm sức mạnh. Đạo lăng ở thượng bộ cổ sử bên trong, nghe được một ít nghe đồn. tục truyền nói, đạo tộc thủy tổ, nắm giữ 9981 loại trí cường đạo quả, phân biệt truyền cho đạo tộc 81 vị thiên tư kinh thế tộc nhân. Đây chính là 9981 vị đạo tôn lai lịch. Khủng bố khí thế từng trận cuồn cuộn, để người xung quanh nghẹt thở, đều muốn giải thể, hình thần đều diệt. Đây là kinh khủng cỡ nào? cỡ nào tuyệt thế, đạo lăng đứng ở chư thiên đại đạo bên trong, quả thực muốn sáng lập ra có thể so với chư thiên biển sao hùng vĩ cách cục. Lúc này không đột phá. Càng chờ khi nào, đạo lăng con mắt phút chốc mở, ánh sáng óng ánh, cơ thể của hắn hừng hực thức tỉnh, tầng tầng lớp lớp kinh thế hãi tục sức mạnh, theo hắn mệnh tuyền bên trong. Dốc toàn bộ lực lượng vòm trời đều muốn lật úp, đây là khủng bố cực điểm thể hiện, đạo lăng theo đế cảnh bước vào đại đế cảnh giới, hoàn thành một lần chiến lực lột xác. Ầm ầm ầm, chư thiên đạo quả hừng hực thiêu đốt, ở quay chung quanh đạo lăng ầm ầm chuyển động, 81 vị đạo tôn đều muốn hóa thành thực chất theo thượng bộ cổ sử bên trong đi ra. Đi tới đời này, kéo dài đạo tộc huy hoàng ở truyền ký mạnh như vậy gốc gác đột phá đến đại đế cảnh giới mạnh như thế nào lão đại ca đệ tử đều vạn phần mong đợi đạo lăng sáng lập ra pháp tướng quá kinh thế có đi ngang qua chư thiên biển sao sức mạnh đây là chư thiên đạo quả đạo lăng bây giờ đối với chư thiên đế lý giải đã vạn phần đáng sợ ở như vậy bá tuyệt đạo quả trống đỡ bên dưới nơi này thiên dung đất run nhật nguyệt ảm đạm một bộ lại một bộ che kín bầu trời đạo đồ đều đè ép vũ trụ biển sao này dị tượng thực sự là thật đáng sợ vũ trụ sơn trong lúc nhất thời đều không phong được đó là cái gì vắng lặng thiên đình đang làm gì không rõ ràng động tĩnh quá to lớn chẳng lẽ có người bước vào chư thiên đế lĩnh vực thiên đình phương hướng lan tràn ra động tĩnh chấn thế bọn họ tựa hồ nhìn thấy chư thiên đang thức tỉnh chư thiên đang vận chuyển một tôn cái bóng mơ hồ sừng sững ở chư thiên bên trong vạn pháp bất sâm ta thật giống nhìn thấy thiên đế nhưng là hắn không về được không về được có người tự lẩm bẩm để người xung quanh trầm mặc thiên đế chết đi không ít năm nhưng là bọn họ thủy chung không quên được danh tự này người này cũng không thể ở xuất hiện nho nhỏ thiên đình còn có thể bốc ra động tĩnh gì đi ra đang đi ra một cái chư thiên đế có thể làm sao đạo tạng sự tình một khi kết thúc thiên đình khoảng cách mất đi cũng không xa chư thiên biển sau một ít quần tộc nghị luận cười nhạt không ngừng thiên đình lại mạnh cũng không thể có thể đỡ được thần tộc những thế lực này bước chân quang thiên đạo giáo liền đầy đủ để thiên đình có vỡ diệt nguy cơ vũ trụ này suy yếu liền lôi kiếp đều không có đạo lăng ngước nhìn thiên địa hắn đã bước vào đại đế cảnh giới nhưng là hắn không cảm giác được lôi kiếp tồn tại nói rõ huyền hoàng đại thế giới khoảng cách phá diệt đã gần trong gang tấc cũng là ở trong thời gian mấy năm này nhưng ta đạo lăng lại trở về đạo lăng đáy mắt bốc ra một tia lạnh lẽo tia sáng ngóng nhìn hướng về chư thiên vạn giới phương hướng mơ hồ nhìn thấy máu chảy sông dài, trồng thi như núi hình ảnh. Trường 3768, Thế Cuộc Thiên Phong Đỉnh, Hùng Vĩ Tiệt Thế đạo lăng mở ra chư thiên, thần thông quảng đại, quả thực ở sáng lập vũ trụ chiều không gian, hắn chỗ đứng thẳng địa vực. Phẳng phất một cái lan tràn ngàn tỷ dạm tinh không thế giới. 9981 đạo tôn ngồi khoanh chân, tụng đọc chư thiên đạo âm, như cùng ở tại giáo hóa chúng sinh. Đạo lăng đứng ở chỗ này dường như chư thiên thần chủ, gánh vác đạo tộc 9981 đạo tôn, cũng gánh vác đạo tộc huyết hải thâm cừu, hắn nhìn vòm trời, nhìn chư thiên vạn giới. Trong đôi mắt tỏa ra khủng bố tia sáng. Đại đế cảnh giới, một khi bước vào cửa ải này, có thể coi là cường giả đỉnh cao. Nhưng là đạo lăng ở đại đế cảnh giới mạnh bao nhiêu? lão đại ca đệ tử đều nhìn không thấu, hắn nắm giữ đạo pháp kinh thế hãi tục diễn hóa ra dị tượng thông thiên triệt địa, nguyên thần càng là khủng bố như vậy. Thân thể tái tạo theo cấm kỵ bên trong bắt đầu trở về. Các đại lĩnh vực vô địch chiến lực quy làm một thể, theo vạn đạo kinh đang vận chuyển, đạo lăng quả thực hóa thành một tôn chư thiên tiên vương. Tùng 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 chư thiên trung ầm ầm chuyển động, thân trung dần hiện ra 9981 chương đạo đồ, lộ ra có thể chấn cổ sử đại thế cái thế thần uy, chư thiên trung triệt để lột xác. Hóa thành một khẩu tuyệt thế thiên binh. Cha, cha, cha. Kích động mà lại mang theo thanh âm nước nở, xuất hiện ở đây, đây là một cái bạch y tiểu cô nương, đỏ mắt to chạy, nàng như là một cái đáng yêu tiểu hài tử, có thể nàng đã lớn rồi, tiên nhi đều nhanh 10 tuổi, toàn thân tỏa ra thần thánh khí tức, xương chán đan dệt tiên ngân. Tiên nhi, chấm ngoặc kép. Đạo lăng cả người run mạnh, lại không vừa nãy uy nghi, nhìn bay chạy tới đạo tiên nhi, một trận cười ha ha, con gái ngoan của ta, ha 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 ha, nhưng nhớ ngươi chết rồi. Cha, tiên nhi muốn ngươi đạo tiên nhi nín khóc cười nhiều năm như vậy nàng đã lớn rồi mắt to như nước trong veo hiện ra lệ quang có chút oan ức có chút hưng phấn khó có thể dùng lời diễn tả được tiên nhi lớn rồi đạo lăng nỗi lòng phức tạp lần này hắn khởi tử hoàn sinh khẳng định không ít năm tháng đi qua không nghĩ tới hiện tại thức tỉnh đạo tiên nhi đều sắp trưởng thành một cái đại cô nương cha ta đến rồi đạo kiếp đầy mặt kích động chạy tới, toàn bộ mái tóc phấp phới, cơ thể tràn ngập thánh quang. Đạo kiếp cùng muội muội không giống, hắn rất trầm ổn, hắn dù sao cũng là nam nhân, trong cơ thể chảy xuôi vô địch huyết thống. Đạo kiếp theo tuổi nhỏ bắt đầu, liền bị đạo kinh cùng qua tử đưa đến một ít nguy hiểm bí cảnh mai rũa, trải qua rất nhiều, thành thục rất nhanh, tuy rằng còn là một chàng trai, nhưng là đã có phong phạm cao thủ. Các ngươi đều đã lớn rồi, là ta không được, không thể bồi tiếp các ngươi lớn lên. Đạo Lăng hổ thẹn, không nghĩ tới hiện tại nhi nữ đều lớn như vậy. Cha, chúng ta đều hiểu. Đều biết, Đạo Kiếp gật đầu, lớn rồi, rõ ràng tên hắn nguồn gốc biết rồi Đạo Lăng một đời trải qua. Bọn họ tự kiêu, là phụ thân hắn kiêu ngạo. Đạo Kiếp lại cảm thấy áp lực rất lớn bởi vì một vài người cảm giác đạo kiếp tương lai sẽ trở thành phụ thân hắn loại kia người đàn đế bọn họ đều thở dài liên tục đạo lăng hiện nay trở về bọn họ không biết tương lai đến cùng sẽ là hình dáng gì những năm này khổ ngươi đạo lăng lại nhìn phía khổng tước cười cợt xin lỗi ta trở về muộn không muộn chỉ cần có thể trở về là tốt rồi khổng tước run giọng nói ta cũng không có cái gì những năm này ngươi không ở phát sinh quá nhiều chuyện ta đều biết lời của ngươi nói ta đều nghe thấy đạo lăng ôm lấy tiên nhi nắm đạo kiếp cười ha ha cuối cùng cũng coi như là trở về cha năm đó đáp ứng chuyện của các ngươi có thể coi là đếm cha người muốn dẫn chúng ta lang bạt vũ trụ sao Đạo kiếp hưng phấn, những năm này hắn tuy rằng trải qua một ít mài rũa, nhưng là hắn chưa bao giờ từng đi ra thiên đình nửa bước. Hắn cùng tiên nhi đều muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài. Ta cũng muốn đi, tiên nhi hài lòng cười, cùng nương cùng đi. Đạo lăng, ngoại giới rất loạn. Hiện tại không thích hợp. Đàn đế lắc đầu nói, hiện tại bọn họ đều đi rồi chư thiên vạn giới, muốn đào móc đạo tặng, huyền hoàng quân tộc thời khắc có nguy cơ sống còn không sao, đạo tạng. Há có thể là bọn họ nghĩ cầm liền có thể cầm được đi. Đạo lăng hừ lạnh nói, nơi này là huyền hoàng đại thế giới, là địa bàn của chúng ta, hắn bất tử đạo quân một nô bọc. Há có thể để hắn vẫn lấy nô bắt nạt chủ. Đàn đế bọn họ nội tâm chấn động, lẽ nào đạo lăng có chỗ dựa dẫm, hoặc là đối với đạo tạng phi thường hiểu rõ. Cái gì nô bọc? Đàn đế kinh ngạc. Bất tử đạo quân là nô bọc lời này truyền đi, sẽ hù chết một mảng lớn, bất tử đạo quân phòng chừng đều có thể tức xỉu. Đạo lăng mãi mãi cũng vô pháp quên, vô pháp quên đạo tộc hủy diệt căn nguyên. Vô pháp quên thân phận của bất tử đạo quân, hắn vốn là đạo tộc thủy tổ điểm hóa đồng tử, bị thủy tổ làm người thân bồi dưỡng. nhưng là quay đầu lại hắn bị cắn ngược lại một cái bằng không đạo tộc sao lại đại họa lâm đầu báo một vị đại tướng hấp tấp chạy vào muốn báo cáo khi thấy ôm tiên nhi một cái nam tử hắn biểu hiện run mạnh cả người đều đang run dày con ngươi trợn tròn một bộ không thể dáng vẻ đến không chỉ là hắn một cái mười mấy cái chiến binh tóc gáy dựng thẳng có người giết gào trá thi thiên đế trá thi chạy mau thiên đế trá thi Đạo lăng có chút mặt đen, đàn đế một trận trợn mắt nói, còn thể thống gì, thiên đế dĩ nhiên trở về, có chuyện. Lập tức báo cáo, thiên đế, bọn họ nhiệt huyết dâng trào, thiên đế lại vẫn sống sót, nếu không là tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản cũng không tin. Đầu lĩnh đại tướng đè xuống nội tâm kích động nỗi lòng, run giọng nói, bẩm báo thiên đế, chư thiên biển sau các đại quân tộc đi tới chư thiên vạn giới, mục đích đạo tạng, vị trí sơn hải quan đáy nhưng là xông vào nhóm đầu tiên toàn bộ chết đi đại nhân vật đều chết đi không ít chuyện này không nằm ngoài dự đoán của đạo lăng ở hắn trở về liền nhìn thấy sơn hải quan sơn hải quan bên trong đạo tạng có siêu cường gốc gác mặc dù là bất tử đạo quân đến rồi cũng không thể dễ dàng mở ra nói tiếp đạo lăng mở miệng cái kia Đạo Quân thân tử ngược lại thật sự có tài, vốn là hắn có thể thành công bước vào đạo tạng, bất quá bị Hồn Thiên giáo bị ngăn cản, Hồn Thiên giáo nắm giữ một tông bí bảo, không bị ràng buộc. Chặn lại rồi Đạo Quân đường. Điểm này không vượt qua đạo lăng dự liệu, Hồn Thiên giáo chủ có thể có hiện tại thành tựu cùng đạo tộc truyền thừa có quan hệ. Năm đó Hồn Thiên cũng phải chết đi. Bất quá ở đạo tộc sắp vỡ diệt thời khác, đạo tộc thủy tổ liều mạng mở ra một con đường, hộ tống một nhóm cường giả, này hồn thiên chính là một cái trong đó. Hắn có thể thiếu đạo tộc một ơn huệ lớn bằng trời. Hồn thiên giáo lấy ra bí bảo tuyệt đối là đạo tộc đạo tôn ban tàng. Chỉ có đạo quân mới có hy vọng bước vào, nhưng là đường bị cắt đớt. Thiên đế ngẫm nghĩ, các đại quân tộc sao lại để thiên đạo giáo độc chiếm, vị này đại tướng hưng phấn mở miệng, hiện tại được rồi, ai cũng không vào được, bất quá trải qua bọn họ thí nghiệm. Phát hiện huyền hoàng quân tộc cường giả mới có thể đi vào, thậm chí không bị sát kiếp ràng buộc bởi vì ta huyền hoàng quân tộc sinh linh. Bị đạo tạng lực lượng che chở. Hiện tại các đại siêu cấp quân tộc đang ở vội vàng lôi kéo chúng ta huyền hoàng quân tộc cường giả hóa ra là như vậy đan đế thở phào nhẹ nhõm xem ra sự tình không phải chúng ta tưởng tượng hỏng bét như vậy đan đế vị này đại tướng lại một lần nữa mở miệng sợ là có chỗ không biết huyền hoàng quân tộc có một ít cường giả nương nhờ vào chư thiên biển sao thậm chí ở bọn họ đe dọa bên dưới nhất định sẽ lục tục tiếp dẫn một ít huyền hoàng quân tộc tu sĩ trợ giúp bọn họ mở đường chuyện này ta đã biết rồi đạo lăng lạnh nhạt nói việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức xuất phát đại hắc ngươi lưu tại thiên đình trưởng quản đại quân diệt trừ những này phán tộc không giữ lại ai thời kỳ không bình thường thủ đoạn phi thường thời gian của chúng ta không nhiều huyền hoàng đại vũ trụ luân hồi sắp xảy ra đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia lạnh lẽo chùm sáng đại hắc bọn họ đối với chuyện này đã nghị luận nhiều lần chỉ là đối với phán tộc nắm giữ không toàn diện, hiện tại bởi vì đạo tặng sự tình, bọn họ toàn bộ nhảy ra, hiện nay chư thiên quần tộc rời đi cửu tuyệt thiên. Chính là diệt trừ phán tộc tháng ngày đến. Chờ một chút, khổng tước chừng mắt nói, ngươi làm sao có thể dẫn bọn họ đi. Xảy ra vấn đề rồi có thể làm sao bây giờ? Ha ha, khổng tước ngươi đã quên cái kia đạo tặng, chính là ta đạo tộc truyền thừa, còn có ai, so được với tiên nhi cùng đạo kiếp, càng có hy vọng được truyền thừa. Chấm than ngoặc kép, đạo lăng lời nói, để khổng tức ngẩn người. Lập tức trên mặt có kinh hỉ, mặc dù là đạo tổ truyền thừa, có thể đạo lăng sẽ không lại đi một con đường khác. Như vậy đạo tiên cùng đạo kiếp, rất có thể sẽ được đạo tặng truyền thừa vô thượng. Xem ra muốn làm một vố lớn thiên đình nội bộ gió nổi mây vần, một ngày nay thiên đế trở về, quả thực giao cho bọn họ cái mạng thứ hai. Trường 3769, Sơn Hải quan toàn bộ chư thiên vạn giới, hiện nay vạn tộc san sát từ khi chư thiên biển sau các đại quần tộc thông qua tiên môn bước vào huyền hoàng đại thế giới. Này chư thiên vạn giới liền bị chư thiên biển sao các đại quân tộc chia cắt. Nơi này cũng không có bùng nổ ra mạnh bao nhiêu sát kiếp. Rốt cuộc rất nhiều quân tộc đều là trước vũ trụ thời đại chư thiên quân tộc ở lại chỗ này huyết thống truyền nhân. Cho tới nhân tộc liên minh, năm đó tiên môn mở ra thời điểm. Đạo Lăng đã đem hết thảy cư dân toàn bộ mang đi, lưu lại một cái xác không, cương vực đã sớm bị các thế lực lớn chia cắt sạch sẽ, đều là bị siêu cấp quần tộc chiếm lĩnh. Sơn Hải Quan phương hướng, nhuộm máu, lộ ra ngập trời hung sát khí, cuồn cuộn xương máu đều nhấn chìm rồi vũ trụ tinh không, thậm chí che lấp toàn bộ hoàng kim thần hải. Chuyện này quả thật chính là luyện ngục. Cuồn cuộn xương máu hừng hực mà lên, trong thời gian ngắn sẽ không tản đi. Từ khi Đạo Quân thân tử đi tới Sơn Hải Quan, mở ra đạo tạng bắt đầu đến hiện tại, nửa tháng trôi qua. Các đại quân tộc sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Đạo tạng sức mạnh nằm ngoài dự đoán của bọn họ, lần thứ nhất mở ra thời điểm. Các đại quân tộc cường giả đều điên hướng về đạo tạng bên trong vượt qua, chỉ lo chậm một bước tạo hóa liền bị đoạt đi rồi. Nhưng là sự thực nằm ngoài dự đoán của bọn họ đạo tạng bên trong có nghịch thiên sát cục chôn giết các đại quân tộc cường giả mặc dù là chư thiên đế đều bị luyện đã chết hai người suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào hung hiểm đạo tạng trình độ hung hiểm có thể nói cổ xưa hỗn độn khu vực biên giới bất tử đạo quân loại này tồn tại cũng không thể dễ dàng phá tan đều diệt tộc nhiều năm như vậy lại vẫn lưu lại mạnh như vậy sát cục hộ đạo giả một mạch Thần thiên bá sắc mặt phi thường âm lãnh, lạnh lẽo âm trầm nói, bộ tộc ta tử thương nặng nề, các ngươi mạch này dư nghiệt. Muốn trả giá nặng nề, chờ giải quyết đạo tạng, lại đi tiêu diệt toàn bộ thiên đình một mạch. Sơn hải quan nơi này, máu chảy sông dài, sát khí ngập trời. Đại nhân vật chết đi. Gây nên chấn động quá to lớn, các đại quân tộc căn bản không dám manh động đạo quân thân tử đứng ở trong hư không, chắp hai tay sau lưng, hắn khí chất kỳ ảo. Nhưng là phàm là nhìn về phía người của hắn, quả thực nhìn thấy một cái đại đạo tiên uyên, tràn ngập xé rách cửu thiên thập địa khủng bố khí thế. Này Nhật Nguyệt Tinh không đều đi theo đạo quân thân từ vận chuyển, vô tận đại đạo ở nương theo hắn cộng hưởng, cơ thể tiên quang chảy xuôi, điềm lành ngàn tỷ sợi, hắn hiện tại đứng ở chỗ này. Một ít chư thiên đế đều có chút lờ mờ. Hắn chính là đạo quân thân tử, biển sao đệ tam tồn tại, đã vô địch tinh không, ở huyền hoàng đại vũ trụ là vô địch tồn tại. Hiện tại càng là vũ trụ chi tử. Đệ tam, ta xem không phải vậy, đừng quên đệ nhất, đệ nhị vô tận năm tháng chưa từng xuất hiện, bọn họ đều thuộc về trước cổ sử mặc dù là hiện tại bọn họ còn sống sót ta vẫn là cảm giác đạo quân thân tử là vô địch hắn nhưng là vô địch cự đầu hậu duệ không nghĩ tới hồn thiên giáo sẽ ngang thò một chân vào nắm giữ hộ đạo giả một mạch báu vật chặn lại rồi đạo quân thân tử con đường bằng không hắn đã sớm đi vào lần này đạo tạng cục diện vượt qua các đại quân tộc dự liệu thậm chí hồn thiên giáo tham dự để thần tộc các thế lực lớn đều trầm mặc bọn họ sẽ không ngăn cản bởi vì sẽ không trơ mắt nhìn bất tử đạo quân một mạch được đạo tặng tất cả tạo hóa bao bất nghĩa người nghĩ rõ ràng ngươi đến cùng đang làm gì thiên đạo giáo giáo chủ lạnh lùng nói thiếu giáo chủ ngươi cũng dám ngăn ta xem ngươi thực sự là chán sống nếu là trêu đến bất tử đạo quân giận dữ hồn thiên giáo chủ cũng che chở không được ngươi ha 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 bao bất nghĩa cười to nói nói thật cho ngươi biết bảo vật này là hồn thiên giáo chủ giao cho ta ta hôm nay liền rõ rõ ràng ràng nói cho các ngươi mặc kệ là huyền hoàng đại thế giới vẫn là đạo tạng đều không phải các ngươi có thể độc chiếm lão bao lời này nói có lý bất tử đạo quân là mạnh mẽ nhưng là hồn thiên giáo chủ sao lại sợ hắn bất tử đạo quân này tạo hóa địa mở ra có thể thiếu không được ta thiên nghiêu bộ tộc thanh âm hùng hậu nổ vang. Đều muốn xé rách người màng nhĩ, nương theo sấm sét vậy nổ vang, rung động tinh không mịt mùng, cũng nương theo tầng tầng lớp lớp xuyên qua đại vũ trụ khí huyết gợn sóng bao phủ tới. Một cái mơ hồ cự hán, đứng ở trong hỗn độn, có cửu thiên thần linh lực lượng, vòm trời này đều phải bị hắn đẩy lên đến, cái chán có một cái sừng trâu, tỏa ra cái thế thiên nghiêu lực lượng. Bá tuyệt tinh không? đây là thiên nghiêu bộ tộc thái thượng trưởng lão, uy hiếp chư thiên biển sao đại nhân vật cùng cự linh tộc có đại thù, năm đó ở tiên môn mở ra thời khắc tiên môn chi loạn. Cự linh tộc những thế lực này mượn cơ hội ra tay, chính là ở nhằm vào thiên nghiêu tộc cùng vạn thú giáo. Lão nghiêu lời nói, đại biểu ta vạn thú giáo. một trận đất dung núi chuyển nhật nguyệt tinh đấu mới thôi gào thét một tôn đáng sợ cự hung hoành hành mà đến thân thể cao lớn đều chật ních tinh không tốc độ của nó phi thường chậm chạp có thể mỗi một lần di động đều mang theo lệnh vũ trụ nghẹt thở khí tức để giữa trường đại nhân vật hô hấp đều có chút trầm trọng đây là một vị lão cường giả sống năm tháng không thể khảo chính là vạn thú giáo nguyên lão, vạn thú huyền quy, một cái này đại giáo có thể thâu tóm chư thiên tinh không các đại yêu tộc thế lực, nghe đồn giáo này mở giáo sư tổ, chính là một đầu chân long. Người chậm gì gì, làm sao mới đến? Nghiêu hoành kêu rên, nó cơ thể tràn ngập thần linh lực lượng, thần thái có chút phức tạp, nhìn sơn hải quan cất giấu tiểu thế giới. Hồi tưởng lại tộc này một ít cửu viễn chuyện cũ thiên nhiêu tộc có hôm nay mãi mãi cũng không quên được tổ huấn bên trên ghi chép tộc sử thượng bộ cổ sử hộ đạo giả một mạch sắp xếp biển sao sáng lập chư thiên vạn giới lấy tiên môn ngang qua hết thảy sinh mệnh cổ tinh năm đó lạc hậu thiên nhiêu bộ tộc chứng kiến vũ trụ hùng vĩ chứng kiến các đại quân tộc mạnh mẽ bọn họ trong tộc đi ra một vị kỳ tài lang bạt 81 thiên quan, dừng lại ở 30 thiên quan, nhưng là hắn bị đạo tộc đạo tôn thu làm đệ tử, từ nay về sau thiên nghiêu tộc từng bước hưng thịnh. Nhưng là hộ đạo giả một mạch lại vỡ diệt. Chủng tộc đến cùng là như quật khởi thế nào, bọn họ không dám quên. Này thiên nghiêu tộc cùng thần tộc những thế lực này ân oán có nguyên nhân rất lớn là bởi vì hộ đạo giả một mạch đạo tôn sống đến này một bộ cổ sử bọn họ đã từng đi ra cường giả giúp đỡ qua thậm chí hộ đạo giả một mạch đạo tôn đến cùng có hay không toàn bộ tiêu diệt điểm này ai cũng không biết không vội không vội vạn thú huyền quy nhếch miệng liếc mắt nhìn một chút thần thiên bá cùng thiên đạo giáo giáo chủ vừa nhìn về phía cự linh tộc cùng mật tông nhân mã cười nhạo nói từng cái từng cái trường lớn như vậy con mắt làm gì các ngươi lại không vào được các ngươi cho rằng đạo tạng là dễ đi vào như vậy các ngươi liền đạo tạng đến cùng là cái gì ha ha đều không rõ ràng người muốn nói cái gì thần thiên bá sắc mặt có chút âm trầm đạo tạng có 81 cái thiên môn, chư thiên đế là không vào được, nơi này là truyền thừa địa, không phải cho các ngươi tranh cướp tạo hóa địa phương. Vạn thú huyền quy hừ một tiếng, làm sao? Hắn bất tử đạo quân, không có đem chuyện này báo cho các ngươi. Chẳng lẽ muốn nuốt một mình, hắn bất tử đạo quân là lai lịch ra sao? Ha ha các ngươi còn không rõ ràng lắm. Hắn sẽ không biết đạo tạng đạo quân thân tử sắc mặt có chút âm lãnh hắn từng nghe đến một ít tin tức ngầm bất tử đạo quân là đạo tộc sư tổ tọa hạ đạo đồng vạn thú huyền quy lời nói để thần thiên bá sắc mặt của bọn họ càng ngày càng không dễ nhìn chỉ là số rất ít biết bất tử đạo quân lai lịch nếu không có bao bất nghĩa ngăn cản đúng lúc sự tình liền phiền phức buồn cười đạo tạng là ra sao bất tử đạo quân làm sao sẽ rõ ràng Thiên đạo giáo giáo chủ còn bị che ở trống, hắn cười lạnh nói, thế hệ tuổi trẻ tiến vào, điểm này chúng ta cũng không có ý kiến. Ta chỉ sợ đến thời điểm có chút người đời sau chết đi, ở gây ra cái gì yêu thiêu thân. Yên tâm, không ai cùng các ngươi thiên đạo giáo đồng dạng không cần mặt mũi, mấy năm trước sự tình. Đã quên à, bao bất nghĩa lạnh như băng mở miệng. Ầm ầm vắng lặng đạo quân thân tử, trong nháy mắt tràn ngập ra không gì sánh kịp khủng bố thần uy. Toàn bộ chư thiên vạn giới quả thực đều ở tùy tùng giả đạo quân thân tử chập trùng, hắn phảng phất một tôn quý nhìn chư thiên vương, mang theo không thể cải vô địch đại thế, lạnh nhạt nói. Này tạo hóa ta tình thế bắt buộc nếu là chiến lực không đủ, trực tiếp bị nốc ao. Vậy ngươi có thể trực tiếp bị nốc ao? đến rồi một đám người trở lại cố thổ tỏa ra ngập trời chiến hòa cháy hừng hực mươi 3770, thế cuộc bọn họ dĩ nhiên có gan tới trong này. Thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt nhảy vọt một cái âm trầm lại, đến người bọn họ đều quen thuộc, đều là thiên đình nhân mã. Nhưng là bọn họ dĩ nhiên dám can đảm đến nơi này. Cửu thế đế, thần hồn sắc mặt xanh đỏ trắng đen, nhìn thấy cửu thế đế, hắn không quên được, năm đó bị cửu thế đế đánh bại, đó là hắn sỉ nhục càng bị đánh ra 10 vị trí đầu sỉ nhục hơn nữa còn là một người phụ nữ, bởi vì chuyện này để hắn uy nghiêm quét xác hiện tại còn bị các đại quân tộc tuổi trẻ cường giả chỉ chỉ trỏ trỏ nghị luận. Hình thiên, cửu thế đế, thiên tôn, cái anh, đạo kinh, thậm chí hỗn độn nữ cũng tới, nàng đã bước vào đế cảnh, hiện tại chính là hồn thiên giáo chủ đệ tử thân truyền, ai dám đi trêu chọc nàng. Mặc dù là thần thiên bá cũng không dám làm khó dễ hỗn độn nữ. Thiên Đình đến người không nhiều, có thể đều là thế hệ tuổi trẻ cường giả tuyệt đỉnh, cùng bao bất nghĩa bọn họ đứng chung một chỗ. Trong lúc nhất thời để thần tộc những thế lực này sắc mặt phi thường khó coi, kẻ thù của bọn họ hiện tại ngược lại cùng Thiên Đình cường giả trở thành bằng hữu, này không phải bọn họ muốn xem đến đạo quân thân từ đứng ở trong hư không chắp hai tay sau lưng nhật nguyệt càn khôn quay chung quanh hắn vận chuyển cơ thể dường như đại đạo tiên uyên sâu không lường được thật là tức cười liền các ngươi cũng dám cùng thiếu giáo chủ là địch ta xem các ngươi thực sự là không biết đạo thiên cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu biển sao đệ tam thiếu giáo chủ vô địch thiên hạ liền coi như các ngươi thiên đình thiên đế còn sống sót, thiếu giáo chủ một cái tay đủ để trấn áp, nhà đúng rồi, hiện tại thiếu giáo chủ nhưng là các ngươi huyền hoàng đại thế giới chủ nhân. Ha ha ha, thiên đạo giáo cường giả phi thường chẳng đáng, mặc dù nói cửu thế đế những người này đều là rồng phượng trong loài người, nhưng là hiện tại bọn họ đối mặt chính là ai? Là biển sao đệ tam đạo quân thân tử, vô địch cự đầu huyết thống hậu duệ những người này đều trong bóng tối nương nhờ vào chư thiên quần tộc hiện tại được rồi đều đi ra thiên tôn lạnh lẽo con mắt quét về phía một vài người đa số đều là người trẻ tuổi ước chừng mấy ngàn đều là đến từ các gia tộc lớn hiện ở thế lực sau lưng có thể đều không phải chuyện nhỏ mấy năm qua huyền hoàng đại thế giới bị chư thiên quần tộc ức hiếp có không ít gia tộc không chịu đựng được thậm chí cảm giác huyền hoàng đại thế giới sớm muộn liền trở thành chư thiên biển sao vật trong túi hiện tại còn chẳng bằng trực tiếp gia nhập bọn họ kẻ phản bội hình thiên thổ ra khẩu nước bọt mắng nhếch nhếch nói một đám kẻ phản bội loại nhu nhược đều mẹ kiếp đã quên những người này là ai hình thiên ngươi có tư cách gì nói những câu nói này Thần hồn đứng bên cạnh ra đến một cô gái, chỉ vào hắn thét to: "Ngươi có tư cách gì chỉ trích chúng ta, thần tộc là cỡ nào cao quý?" "Chính là chư thiên biển sao siêu cấp quần tộc đi để chúng ta dựa vào một cái không ra thể thống gì thiên đình." "Thực sự là buồn cười, các ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Thần tộc lại cho chúng ta cái gì?" Hình Thiên nổi giận, con mắt đều đỏ, hắn không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy đáp lại này mấy ngàn tuổi trẻ cường giả, một vài người xấu hổ cúi đầu. Nhưng là bọn họ không có cách nào, đa số đều là trong tộc nguyên lão ra lệnh, bọn họ muốn sinh tồn, thậm chí không ngăn được các đại quân tộc mở ra điều kiện. Rốt cuộc bởi vì lão đại ca kinh sợ bọn họ không dám ở huyền hoàng quân tộc muốn làm gì thì làm, hiện tại thông qua biện pháp như thế, chiếm lấy rất nhiều cương vực. Ha ha ha, thần hồn cười ha ha. Nói rất tốt, Thiên Đình là cái thá gì? Thiên Đế đều chết rồi, cái thế lực này rùa rụt cổ nhiều năm như vậy, hiện tại còn không là ở Hồn Thiên giáo trước mặt nịnh hót lấy lòng. Bọn họ có tư cách gì nói các ngươi? Nói không chắc ngày hôm đó liền đem toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới bán cho Hồn Thiên giáo. Chính là, còn có mặt mũi nói chúng ta? Nữ Tử Vân Tình Vân cười khẩy nói, nói thiệt cho các ngươi biết, những năm này thần tộc đối với chúng ta đại lực vun bón, phụ thân ta đều bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Nhưng là các ngươi thiên đình lại cho chúng ta cái gì? Trái lại thần tộc lại cho chúng ta cái gì? Thật là không có có so sánh sẽ không có thương tổn. Ổn ảo, cửu thế đế phong thái tuyệt thế trong con ngươi vẽ ra hai đạo khủng bố trùm sáng lạnh nhạt nói thiên đình không có nghĩa vụ cho các ngươi cái gì các ngươi đồng ý làm nô bọc đây là chuyện của các ngươi cùng thiên đình có cùng quan hệ còn có ngươi thần hồn nếu là ngươi không phục cứ đến một trận chiến cửu thế đế ngươi đừng hung hăng ngươi ta sớm muộn có một trận chiến thần hồn kinh nộ không nghĩ tới cửu thế đế liền đứng ra hò hét Cửu thế đế, người đừng như vậy không ai bì nổi dáng vẻ, cẩn thận chiêu gây ra đại họa, những năm này thần hồn đại nhân có chỗ đột phá. Lại đánh lên nói không chắc ngươi sẽ bị chấn áp. Vân tình vân cũng theo giết gào, đã hoàn toàn thần phục thần tộc. Thật là đủ trung thành tuyệt đối. Đạo kình nín một bụng hỏa, bởi vì nói chuyện nữ tử hắn nhận thức đến từ Thiên Kiếm giới kiếm tu thế gia, Vân Kiếm Tông tông chủ con gái, Vân Tình Vân. Năm đó Vân Kiếm Tông còn đến một ít nguyên lão mang theo Vân Tình Vân đi tới Thiên Đình. Mục đích còn không là muốn để Vân Tình Vân lưu tại Đạo Lăng bên người. Cửu Thế Đế, chúng ta không muốn, thật không muốn. chấm ngoặc kép một ít chảy xuôi một bầu máu nóng người thanh niên trẻ nắm đấm nắm chặt bọn họ không dám nhìn cửu thế đế nhưng là bọn họ nhớ tới đến cửu thế đế này phong hoa tuyệt đại một đời nhớ tới cửu thế đế ở đế lộ chiến thành đế hình ảnh cửu thế đế bọn họ quân tộc kiêu ngạo nhưng là hiện tại bọn họ tựa hồ thành là địch người trở thành chủng tộc kẻ địch điều này làm cho bọn họ rất muốn khóc rất nghĩ chạy khỏi nơi này mãi mãi cũng không muốn đối mặt tất cả những thứ này một đám vô tri người thực sự là không thấy quan tài không nhỏ lệ thiên đạo giáo giáo chủ lắc đầu bọn họ đến nhiều hơn nữa người có thể làm sao bọn họ chống đỡ được đạo quân thân tử sức mạnh vùng đất này càng ngày càng rối loạn bởi vì tham dự thế lực từ từ tăng nhanh biển sao thập đại siêu cấp quần tộc đều đến, một ít cổ xưa điển tịch cũng bị sốc lên. Tiến vào đạo tạng phương pháp cũng hiểu rõ một ít tổng cộng 81 cái thiên môn, đây là trước cổ sử, phàm là qua cửa bất luận cái nào thiên môn, bị đạo tôn thu làm đệ tử cường già. Đều có hy vọng đi tới đạo tạng được truyền thừa. Các đại quần tộc tranh luận không ngừng, bởi vì chỉ có 81 cái thiên môn, hơn nữa mỗi cái thiên môn, chỉ có thể vào vào ba người. Nói cách khác tiêu chuẩn quá ít, ai cũng muốn cho tộc này cường giả đi vào, thậm chí siêu cấp quần tộc muốn càng nhiều. Hơn nữa muốn bước vào thiên môn, không phải là như vậy dễ dàng. Nhất định phải huyền hoàng nguyên cư dân dẫn dắt. Cãi nhau làm gì? Thần thiên bá chẳng đáng con mắt quét về phía một mảnh địa vực, nơi này ước hẹn chớ hơn 10 vạn huyền hoàng bản thổ sinh linh đều là mấy ngày gần đây theo cửu tuyệt thiên bắt mang đến, hắn lạnh như băng nói, không biết nhiều đại tạo hóa sao, nếu như các ngươi thể hiện xuất sắc, bảo đảm quản tương lai các ngươi đi ra. Nhưng là ở huyền hoàng đại thế giới khai tông lập giáo, nói không chắc còn có thể đi ra một cái đạo thiên đế, nếu là may mắn được vô địch trí tôn chọn chúng, còn có thể trở thành là hắn cận vệ. Tương lai bước vào chư thiên đế cũng không phải là không có hy vọng thần thiên bá sẽ không ngôn ngữ quá khích, bọn họ còn cần những người này xuất lực. Nhìn một cái các ngươi những này đức hạnh, đều thành thật một chút, không nghe lời căn bản không có kết quả tốt, đây là thật tốt một cơ hội, hiện tại siêu cấp quần tộc cần các ngươi, không rõ biểu hiện tốt. Sẽ là cái gì kỳ ngộ sao? Vân tình vân cười lạnh nói, vẫn còn có người kêu la không muốn đi, thực sự là bị váng đầu, ta xem các ngươi thực sự là không biết các ngươi hiện tại là cái gì tình cảnh. Ta còn nói thật cho ngươi biết, tu hành không đến nơi đến chốn, nghĩ bước vào đạo tạng bên trong tùy tùng các vị đại nhân siêu tầm tạo hóa. Quả thực chính là nói chuyện viển vông. Vân tiên tử nói không sai, các ngươi theo ta, đảm bảo có thể cùng người ở phía trên nói chuyện. Tương lai Hà tất bị các đại quân tộc bắt nạt, những này nương nhờ vào Chư Thiên quân tộc một ít tuổi trẻ cường giả, từng cái từng cái cao cao tại thượng đứng ở chỗ này, đem bọn họ cho rằng thổ dân. Đầy mặt chẳng đáng, có một loại hơn người một bậc tâm thái. "Ngươi, đi theo ta." Đạo Lăng lộ ra một tia khí tức gây nên Vân Tình Vân quan tâm, nàng hài lòng nói, "Ngươi còn có thể không giống như là cái khác rác rưởi, căn bản không có tác dụng lớn, ta ở đây muốn sớm dặn ngươi một câu, nhìn thấy thần hồn đại nhân, muốn mọi việc vì ngươi chủ thượng cân nhắc, nếu là biểu hiện tốt. Tầng tầng có thưởng, thời đại thay đổi, nhân tâm cũng ở biến. Đạo lăng nhìn một chút vân tình vân, ánh mắt lại rơi vào sơn hải quan đáy. Đạo tạng ở đây để đạo lăng phi thường bất ngờ. Đạo lăng phòng trừng lão đại ca khẳng định cũng biết phía dưới này có đạo tạng. Trường 3771, đạo tạng mở mười mấy vạn huyền hoàng quân tộc tu sĩ rất nhanh bị bọn họ phân sạch sẽ, lại như là ở phân thịt cá đồng dạng, loại kia sỉ nhục, loại kia uất ức. Để mỗi người bọn họ đều ghi nhớ trong lòng. Thậm chí chọn bọn họ, đem bọn họ làm run dế, làm thổ dân người, dĩ nhiên là cùng bọn họ đến từ đồng nhất cái quân tộc một ít tuổi trẻ cường già. Đây là đẫm máu đau xót, để bọn họ vĩnh viễn khó quên đều cho ta tinh thần điểm nếu là nhìn thấy thần hồn đại nhân phàm là có chút bất kính hậu quả không dùng ta nhiều lời chết cũng không biết chết như thế nào trước khi đi vân tình vân dùng âm lãnh ánh mắt cảnh cáo phía sau mấy ngàn người lạnh lẽo âm trầm nói nhưng nếu là biểu hiện tốt chưa chắc không thể giống như ta cùng thần hồn đại nhân thân cận trở thành nàng cận vệ hiểu không tiện nhân này đi theo địch phản quốc còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng vẫn còn ở nơi này giáo huấn chúng ta thật không biết hắn đến cùng có hay không xấu hổ chi tâm thực sự là đáng trách thời đại thay đổi thiên đế từ trần nhiều năm nhưng ta vẫn còn thiên đình vẫn còn cửu thế đế bọn họ vẫn còn chúng ta huyền hoang quân tộc nhất định sẽ quật khởi bọn họ đang bàn luận bất quá âm thanh cực kỳ nhỏ bé không ai dám nói chuyện lớn tiếng đạo lăng cùng bọn họ đi chung với nhau hắn cảm giác được trong những người này tâm khát vọng bọn họ hiện tại còn đối với thiên đế ôm hy vọng đối với hắn ôm hy vọng đạo lăng nắm đấm không nhịn được nắm chặt cảm giác trên người trọng trách quá nặng bởi vì huyền hoàng đại thế giới khoảng cách luân hồi càng ngày càng gần nếu là không thể đứng lên nếu là Huyền Hoàng quân tộc không thể trở nên mạnh mẽ, lẽ ra nên thuộc cho bọn họ tạo hóa địa, liền ở lại tư cách sẽ mất đi. Động tác tất cả nhanh lên một chút, ta cảnh cáo các ngươi. Chớ chọc ta không cao hứng. Vân Tình Vân Thủy trung âm trầm gương mặt cao cao tại thượng nhìn xuống những người này, thân phận rốt cuộc không giống. Không muốn cùng những này thổ dân đứng chung một chỗ, nàng hiện tại cũng là thần hồn người ở bên cạnh được cho là quý nữ thực sự là tiểu nhân đắc chí. Đạo lăng bên cạnh những người này đều giận dữ, nín một bụng hỏa, bọn họ đều là bị chư thiên quần tộc đại nhân vật bắt lại đây. Căn bản không tình nguyện trợ giúp bọn họ mở đường, thậm chí tiến vào đạo tạng, lúc nào cũng có thể làm mất mạng. Đại nhân, người đã mang đến. Những người này chính là đi theo ngài bước vào đạo tạng huyền hoàng thổ dân rất nhanh bọn họ đi đến chỗ cần đến vân tình vân cười tủm tỉm đi lên thổ dân hai chữ này cắn phi thường trọng nàng hiện tại nhưng là thần hồn người ở bên cạnh thuộc về siêu cấp quần tộc cùng huyền hoàng quần tộc hoàn toàn chính là hai khái niệm thần hồn chắp hai tay sau lưng khí vũ hiên ngang so sánh là ngang dọc chư thiên biển sao vô địch trí tôn cố nhiên thua với cửu thế đế nhưng là hắn ở thần tộc quyền cao chức trọng trời sinh có thượng vị giả uy nghiêm một cái ánh mắt đảo qua đi chỗ đi qua dồn dập câm như hến hừ thần hồn lạnh lùng hừ một tiếng vân tình vân run dày run dày một cái chỉ vào những người này cả giận nói các ngươi những nô tài này nhìn thấy chủ thượng vì sao không quỳ xuống để chúng ta quỳ xuống những người này đều sừng sốt, thậm chí còn có một chút tuổi hơi lớn tu sĩ đều nổi giận, bọn họ cùng thần tộc những thế lực này. Có loại tộc mối thù, hiện tại để bọn họ quỳ gối thần hồn người trẻ tuổi này trước mặt vẫn đúng là không bằng giết bọn họ. Đáng ghét, vân tình vân thịnh nộ, nói rằng, thần hồn đại nhân. Những nô tài này có chút không nghe lời, chuyện này đều do ta ha ha cùng ngươi không có quan hệ gì mấy ngày nay ngươi vất vả cũng quá nhiều khổ cực ngươi thần hồn cười nhạt nói có thể vì đại nhân chia sẻ nhân ra một điểm đều không khổ vân tình vân ôn nhu nói ha 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 những người này bất quá là một ít tạp ngư không đáng nhắc tới ngươi muốn cho bọn họ quỳ xuống còn không dễ dàng mà xem thủ đoạn của ta thần hồn cười to ầm ầm thần hồn vừa dứt lời dưới vùng đất này bỗng nhiên tràn ngập làm người rung động gợn sóng quả thực có thể nói thập vạn đại sơn nằm ngang ở đây tràn ngập khí thế để bọn họ đều nghẹt thở dầm rất nhiều tu sĩ quỳ trên mặt đất run rẩy thần hồn sức mạnh hắn quá khủng bố hắn nhưng là vô địch đại đế há có thể là phàm nhân có thể sánh vai mặc dù là hắn uy thế người bình thường căn bản không thể chịu được những nô tài này liền cần tốt tốt dọn dẹp một chút bọn họ mới có thể bé ngoan nghe lời vẫn là đại nhân thủ đoạn cao siêu vân tình vân cười phi thường hài lòng cảm giác thần hồn phi thường trọng thị nàng không phải là lại như là lúc đó chừng trị ngươi đồng dạng thần hồn nhìn chằm chằm vân tình vân cao vót ngực nở nụ cười chủ nhân ngươi thật là hư vân tình vân đầy mặt e thẹn trêu đến thần hồn một trận cười to. Tiện nhân này, bla bla ở thần hồn bên tai không biết đang nói cái gì. Bách ở uy thế quỳ trên mặt đất run rẩy huyền hoàng sinh linh nộ không thể dừng, bọn họ đều thế vân tình vân cảm giác được sỉ nhục. Hả, có chút người đang bàn luận, truyền tới thần hồn bên tai. Hắn toàn thể khí tức gian tăng vọt một đoạn, để mảnh cương vực này đều muốn nổ tung, càng nhiều người quỳ trên mặt đất, chỉ có số rất ít một vài người còn đứng. Muốn chết. Thần hồn dưới cơn thịnh nộ, thiên dung đất run, nhật nguyệt ảm đạm, hắn toàn thể thần thánh khí tức dũng hiện ra, quả thực muốn hủy thiên diệt địa. Dầm, Mười mấy cường giả ở trong run dày quỳ trên mặt đất, nhưng là chỉ có một cái nhàn định tự nhiên người thanh niên trẻ, để bọn họ bảo lưu cuối cùng một tia tôn nghiêm. Người thật là to gan. Vân tình vân gầm hét lên, vì sao không quỳ? Nếu là ngươi hiện đang muốn chết, có thể tác thành ngươi. Ta vì sao phải quỳ? Đạo lăng nhàn nhạt mở miệng. Không phải nói muốn tìm chúng ta hỗ trợ, cũng không biết đạo tạng bên trong, đến cùng có bao nhiêu hung hiểm không có chúng ta các ngươi là không vào được ngươi vân tình vân tuyệt đối không ngờ rằng có người sẽ như vậy chống đối nàng có chút ý nghĩa thần hồn cười nói ngươi rất tốt ngươi nói cũng đúng ta xác thực cần ngươi đại nhân người này không thể lưu để tránh khỏi hỏng rồi đại nhân chuyện tốt vân tình vân cắn răng nói liền bằng hắn cũng sẽ hỏng rồi ta chuyện tốt Thần hồn nhíu nhíu mày, để Vân Tình Vân không chịu nổi run rẩy một cái, liền vội vàng lắc đầu nói, làm sao biết? Cái này thổ dân cùng đại nhân sách dày cũng không xứng. Được rồi, thần hồn khoát tay áo một cái, cười lạnh nói, ta thích nhất những này trời cao đất rộng người. Lại như là năm đó đạo thiên đế đồng dạng, không biết tiến thối, cuối cùng còn không là chết rồi. Nếu người này cũng không cùng trời cao đất rộng vậy hãy để cho hắn cái thứ nhất đi chết. Đại nhân ý tứ là, vân tình vân vui vẻ nói. Đạo tạng há có thể là dễ sông như vậy đắng, năm đó đạo tạng nơi này phát sinh đại quyết chiến. Chư thiên đế đều chết rồi một nhóm lớn, công tham tạo hóa vĩ đại tồn tại đều bị liều mạng, trong này chính là một cái hỗn độn vùng cấm, ta hiện tại cần nhân mã, giúp ta mở đường. Đối với thần hôn đối với các đại chư thiên quần tộc tới nói này một nhóm nhân mã chính là đi chịu chết dò đường mãi cho đến mở ra thiên môn mới thôi rốt cuộc năm đó chết rồi nhiều như vậy vĩ đại tồn tại hiện tại hiểu rõ chân tướng sau chư thiên đế cũng không dám xông hơn nữa lấy đạo tạng thiên nhiên quy tắc vực tràng càng mạnh người đi vào tao ngộ trấn áp liền càng là khủng bố các ngươi đều lên hiện tại đi theo ta đạo tạng muốn mở ra được truyền tin, thần hồn nội tâm vui vẻ, đối với quỳ trên mặt đất người quát lớn một tiếng. Động tác tất cả nhanh lên một chút. Sơn Hải quan vùng đất này chấn động rất rõ ràng siêu cấp quần tộc tranh luận xong xuôi, đối với 81 thiên môn thuộc về vấn đề đều có quyết nghị. Hồn Thiên giáo liên hợp hai đại siêu cấp quần tộc được 30 thiên môn, mười mấy đại quần tộc liên hợp lại cùng nhau cũng lấy đi 10 cái tiêu chuẩn còn lại siêu cấp quần tộc đều theo chiếu mạnh yếu lấy đi tiêu chuẩn. Có thể mở ra, bao bất nghĩa lấy đi đạo tộc bí bảo, cười híp mắt mở miệng, thiếu giáo chủ, nghe đồn ngươi thần thông quảng đại. Lão hủ thật phải xem thử xem. Đạo lăng con mắt quét về phía đạo quân thân tử, ở trong lòng tự diễu nở nụ cười, mở ra thiên môn phương pháp ta cũng không biết. Phản mà thủy tổ tọa hạ đạo đồng rõ ràng, thực sự là buồn cười. Đạo quân thân từ từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, thâm thúy con ngươi tỏa ra tiên huy, theo thời khắc này bắt đầu. Trong cơ thể hắn dòng máu đang sôi trào, đây là đạo tộc cổ máu sức mạnh đang thiêu đốt, xúc động sơn hải quan đáy phát sinh trời long đất lở khủng bố gợn sóng. Bộ tộc ta cổ máu, bị hắn rèn luyện thân thể, cải thiện huyết thống, này bất tử đạo tôn lấy nô bắt nạt chủ, hiện đang muốn cho con trai của hắn nắm giữ đạo tộc huyết thống. Quả nhiên là buồn cười. Đạo Lăng hai mắt trợn trừng, trong lòng cũng thở dài, không biết năm đó ta đạo tộc 81 vị đạo tôn có còn hay không sống sót. Chương 3772, Tổ Tiên Nộ không thiệt thòi là tương lai huyền hoàng đại thế giới chủ nhân đạo quân thân tử thực sự là đáng sợ ở toàn trường muôn người chú ý ánh mắt bên dưới đạo quân thân tử uy thế càng ngày càng thần thánh có thể nói một tôn chư thiên chúa tể ngàn tỷ dặm cương vực vũ trụ đại đạo ở nương theo đạo quân thân tử chập trùng thậm chí quay chung quanh hắn vận chuyển cơ thể của hắn hừng hực óng ánh vang vọng chư thiên đạo kinh thanh âm đạo quân thân tử theo tuổi nhỏ bắt đầu liền bị bất tử đạo quân lấy đạo tộc đạo tôn cổ máu tẩm bổ thân thể cải thiện huyết thống này đạo quân thân tử chẳng khác nào nửa cái đạo tộc người làm trong cơ thể hắn huyết thống thức tỉnh thời khắc bắt đầu xúc động sơn hải quan rung động dưới nền đất hỗn độn khí ngập trời cổ xưa khí tức che ngợp bầu trời dũng hiện ra nhưng là trong này lại thầm thấu dòng máu, một cái lại một cái ác long vậy màu máu thiểm điện theo dưới nền đất rút ra, chặn đánh xuyên cửu thiên thập địa. Khủng bố ngập trời hung sát khí cuồn cuộn phân tán, nhấn chìm phía chân trời. phảng phất một đầu hung long theo trong ngủ say thức tỉnh. Tình cảnh này để bốn phía quan tâm cường giả ra xương phát lạnh, rất khó quên nửa tháng trước nơi này máu chảy sông dài, chư thiên đế đều nuốt hận hình ảnh. Sách cổ có tài, đạo tạng mở ra. Vạn tộc đến chúc, trí thần trí thánh, có thể nói chư thiên biển sao thịnh thế mở ra, nhưng là hiện nay. Nghiêu hoành ở trong lòng thở dài, trong mắt có bi thương, tự lẩm bẩm. Ta thiên nghiêu bộ tộc bởi vì hộ đạo giả một mạch quật khởi, mãi cho đến hiện tại trở thành siêu cấp quần tộc, bộ tộc ta tu luyện càng là kim nghiêu đạo tôn tuyệt học nếu không có kim nghiêu đạo tôn thân cận thiên nghiêu bộ tộc truyền xuống các loại bí pháp thiên công ta thiên nghiêu bộ tộc cũng sẽ không lại hiện nay thành tựu nhưng là hộ đạo giả một mạch lại ai mặc dù là hiện tại hộ đạo giả một mạch xuất sắc nhất đạo thiên đế cũng bị bất tử đạo quân bức tử trước cổ sử sự tình giới tu luyện đã không có ghi chép chỉ có một ít cổ xưa quần tộc mới hiểu rõ một ít, ở năm đó hộ đạo giả tồn tại năm tháng, giới tu luyện là cỡ nào phồn hoa hưng thịnh, kỳ tài xuất hiện lớp lớp. Thậm chí có một cái đối lập về công bình cạnh tranh hoàn cảnh. Nhưng là vô tận năm tháng trôi qua, năm tháng trôn xuống quá nhiều. Liền ngay cả hộ đạo giả một mạch lưu cho bọn họ đời sau quật khởi đạo tạng, hiện tại cũng bị ngày xưa hộ đạo giả một mạch kẻ thù nắm giữ này đạo quân thân tử càng ngày càng khủng bố hừng hực thiêu đốt như một tôn chư thiên đạo tử xúc động đạo tạng nổ vang chúng ta tộc điện chúng ta tổ tiên đạo trường đạo lăng trong cơ thể tổ huyết đều không tự chủ được sôi trào lên quả đấm của hắn nắm chặt hắn nhận ra được một loại sức mạnh một loại bất khuất sức mạnh một loại không cam lòng tinh thần ý chí năm đó đạo tộc quá nhiều tộc nhân chết thảm người già trẻ em cùng một ít hài tử đều bị máu tanh đánh giết nghĩ đến đây đạo lăng ánh mắt liền càng ngày càng lạnh lẽo ở trong lòng tức giận hư thần tộc cự linh tộc còn có thiên đạo giáo còn có cái khác to to nhỏ nhỏ quân tộc này một món nợ ta đạo tộc từ tôn không dám quên cũng không thể quên nhân quả tuần hoàn này một món nợ ta sớm muộn sẽ tìm các ngươi thanh toán Giữa trường, đạo tộc cường giả đều là huyết thống sôi trào, bọn họ mơ hồ nghe được tổ tiên gào thét, mơ hồ nhìn thấy đại kiếp nạn bên trong mơ hồ hình ảnh. Nhìn thấy một ít hài đồng bị ngã chết hình ảnh, bọn họ nổi giận đùng đùng, muốn cùng đạo tộc anh linh thần hồn giao hòa, bọn họ kém chút ngửa mặt lên trời gào to. Tổ huyết không khô, đạo tộc bất diệt. Ha ha, hộ đạo giả một mạch đều tiệt diệt một cái cổ xử, vẫn còn có lớn như vậy oán khí. Thiên đạo giáo giáo chủ vuốt vuốt tròm dâu, lắc đầu cười khẩy nói, chết cũng đã chết rồi. Còn giấu giấu giếm giếm một ít bảo vật làm gì? Hiện tại còn không phải là bị mạnh mẽ mở ra. Nói tới chỗ này, đạo quân thân tử trong cơ thể dòng máu thức tỉnh càng ngày càng kinh thế hãi tục cơ thể của hắn chảy xuôi tầng tầng lớp lớp óng ánh tiên quang có thể nói đạo tôn đồ ngang trời đây là đạo tôn cổ máu đang thức tỉnh trong nháy mắt phóng đến đạo tạng bên trong theo thời khắc này bắt đầu hung sát khí ngập trời đạo tạng mơ hồ bình tĩnh một cái nội bộ một ít hình ảnh cũng hiển hóa ra một ít đó là cái gì có người kinh sợ trợn đại thiên mục quan sát Đại nhân vật dồn dập thay đổi sắc mặt nhìn thấy một cái lại một cái cổ xưa thiên môn, cắm rễ ở trong hỗn độn, tựa hồ cách một cái vũ trụ thời đại như vậy xa xôi. 81 cái thiên môn Hoàn toàn mơ hồ, phẳng phất 81 vị đạo tôn đứng ở trong hỗn độn, cúi nhìn chư thiên biển sao. Thiên môn xuất hiện, đây là đạo tộc 81 thiên môn. Mỗi một cái thiên môn đều là một cái đạo trường, chỉ có qua cửa đạo trường, mới có thể đi vào đạo tạng bên trong tìm kiếm đại tạo hóa. Toàn trường cường giả sôi cháo. 81 thiên môn ở trong hỗn độn thiêu đốt. Rủ xuống đại đạo tiên ngân, tựa hồ hóa thành 81 chản thần đèn, chỉ dẫn ra một cái mơ hồ cổ lộ đi ra. Lập tức đi theo ta thần hồn đầy mặt kinh hỉ, đạo quân thân tử dĩ nhiên hành động. Xuất lĩnh thiên đạo giáo cường giả bước vào đạo tạng bên trong, muốn đi ngang qua thiên môn, tiến vào đạo tạng bên trong, nghe đồn đạo tạng khu vực trung tâm, chính là đạo tộc thủy tổ đạo trường. Không nói được cường giả hướng về đạo tạng vượt qua, cũng có một vài đại nhân vật không tin, nghĩ phải mạo hiểm thử một lần, nhìn một chút có thể không bước vào bên trong. Nhưng là những người này mới vừa tiếp cận đạo tạng, từng cái từng cái run rẩy, nhận ra được một loại khí tức, một loại đồ nát vũ trụ cổ sử, sáng lập chư thiên biển sao khí thế. Đây tuyệt đối là đạo tộc thủy tổ lưu lại sức mạnh, cũng là đạo tạng sức mạnh quy tắc. Thật là khủng khiếp đạo tộc thủy tổ. Không thiệt thòi là năm đó vũ trụ mạnh nhất. Thần thiên bá không rét mà run, lập tức con mắt quét về phía bước vào đạo tạng rất nhiều cường giả, hắn cười ha ha, được lắm huyền hoàng quân tộc. Xem ra còn muốn cảm tạ huyền hoàng trí cường giả, nếu không không cẩn thận đem bọn họ giết hết, muốn đi vào đạo tạng vẫn là một cái bằng trời vấn đề khó. Đạo tạng nội bộ y nguyên hung hiểm vạn phần. Trong này sát cục quá khủng bố, ngoại giới cường giả một khi tùy tiện đi vào, sẽ bị trực tiếp luyện chết nhưng là huyền hoàng quần tộc sinh linh, lại gặp phải đạo tạng che chở. Cùng trong thiên địa diễn sinh sát cục sản sinh chống lại. Nếu là đạo tộc quy thuận ta thiên đạo giáo, hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Thiên đạo giáo giáo chủ cười lạnh nói. Bất quá có thể thuận lợi tiến vào đạo tạng, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới chẳng khác nào là chúng ta, những này tạp ngư vì chúng ta trong tộc cường giả mở đường. Thực sự là không thể tốt hơn ở trong mắt bọn họ bị bắt mang đến huyền hoàng quân tộc tu sĩ đều là một ít tạp ngư vì bọn họ mở ra đi về đạo tạng hạt nhân địa vực đường tạp ngư trước cổ sử đại chiến cũng không biết chết rồi bao nhiêu cường già sinh ra thiên địa sát cục đạo lăng bọn họ đã bước vào đạo tạng bên trong những người này dồn dập cảm giác được một loại sức mạnh một loại bắt nguồn từ ở đạo tạng sức mạnh ở che chở bọn họ chống đối thiên địa sát cục sức mạnh các ngươi làm rất tốt tiếp tục duy trì chờ đạo tặng việc kết thúc toàn bộ tầng tầng có thưởng thần hồn chắp hai tay sau lưng phi thường hài lòng gật đầu tiếp tục đi vào bên trong nhìn thấy nơi sâu xa môn đình sao mục đích của chúng ta chính là môn đình chỉ cần có thể đi tới môn đình các ngươi tương lai đều là ta bộ hạ là chủ thượng chúng ta nguyên tưởng rằng chủ thượng bất kể nhảy vào nước sôi lửa bóng Vân Tình Vân những người này kích động mà lại cuồng nhiệt, mỗi một người đều ở biểu trung tâm. Chỉ có bị bắt tới mấy ngàn nhân mã nỗi lòng phức tạp, hộ đạo giả một mạch đã tuyệt diệt, nhưng là lưu lại bảo tàng, còn ở che chở bọn họ, nói cách khác. Hộ đạo giả một mạch chờ cho nên bọn họ quân tộc thủy tổ gia tộc. Đây là một cái con đường nhuốm máu, đầu đầu cũng có ngói vỡ tường đổ, trên mặt đất có một ít hài cốt thời gian qua đi năm tháng quá cổ lão thấy gió đến hóa a à, đột nhiên tiếng kêu thảm thiết truyền đến một cái cất bước ở hỗn độn trên cổ lộ cường giả trong phút chốc nổ tung bị mặt đất dựng lên một đạo trùm sáng màu đỏ ngòm xé thành phấn vụt bốn phía tới gần hắn cường giả như bị xét đánh thể xác đều ở dạn nớt đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia kinh sợ đây là cường giả chết đi sau lưu lại máu, theo năm tháng biến thiên, sinh ra sát phạt lực lượng, mặc dù là hắn đều không kịp cứu viện. ầm ầm lại là một phương hướng nổ vang. Hư không toàn diện đổ nát, nội bộ chảy ra khủng bố hỗn độn khí lưu, có thể nói ngàn tỷ tinh đấu sắp xếp cùng nhau, ầm ầm vận chuyển, để liên miên cường giả run rẩy Mặc dù là đạo tạng sức mạnh cũng rất khó chống đỡ được đây là hố ma cùng bọn họ nói không giống nhau, mặc dù có đạo tạng che chở chúng ta, tỷ lệ tử vong cũng lớn vô cùng. Có người run rẩy, quay đầu liền chạy, tình cảnh này để thần hồn sắc mặt âm trầm lại, giơ bàn tay lên, hắn uy thế thông thiên triệt địa, nhìn ra khai thiên tích địa thần chủ, một trưởng đánh chết chạy trốn cường già. Tàn lãnh mở miệng, phế vật vô dụng, lưu ngươi cần gì dùng. Vẫn còn có người làm phản quân vân tình vân khuôn mặt tại chỗ khó coi xuống tàn nhẫn nói liền điểm ấy vị đắng đều ăn không được tương lai làm sao là chủ nhân hiệu lực thấy không hắn chính là kẻ phản bội hạ tràng hắn chết rồi không quan trọng lắm nhưng là hắn quần tộc nên vì sự nhát gan của hắn mà trả giá diệt tộc đánh đổi người này độc phụ bọn họ nổi giận đùng đùng chỉ vào vân tình vân đầu ngón tay đều đang phát run đây chính là bọn họ quân tộc người Bây giờ lại sẽ làm ra loại này ác độc hành động. Chương 3773, vực chàng lực lượng muốn chết đồ vật dám to gan nhục mạ ta. Vân Tình Vân không những không giận mà còn cười, nàng cao cao tại thượng, có hơn người một bậc tâm thái. Phảng phất thần tộc khuê nữ, chỉ vào tức giận mắng nàng cường già tàn nhẫn mở miệng, mấy người các ngươi, cho ta đi phía trước nhất dò đường, ai không nghe lời, liền đi ở trước nhất, bằng không. Hạ chàng đó là một con đường chết. Ta tình nguyện chết, cũng sẽ không đi, các ngươi không có chúng ta, đi vào đi không. Còn muốn muốn mưu đồ đạo thiên đế gia tộc bảo tàng. Mơ hảo một cái cô gái mặc áo đen rít gào không kìm chế được nỗi nòng nàng nhớ tới đạo thiên đế nhớ tới thần thoại vậy thiên đế có một loại xung động muốn khóc ngươi tiện nhân này dám ở trước mặt ta sách đạo thiên đế sách một kẻ đã chết vân tình vân khỏi nói nhiều nổi giận nàng cũng là hạng người tâm cao khí ngạo năm đó gia tộc mang theo hắn đi tới thiên đình vân kiếm tông tông chủ tại chỗ nghiêm minh làm cho nàng cho đạo thiên đế làm hầu gái đều được nhưng là bọn họ liền đạo thiên đế mặt đều không có nhìn thấy nhưng là hiện tại nàng theo thần hôn ở huyền hoàng đại thế giới hô mưa gọi gió không gì không làm được bây giờ nghe đạo thiên đế giận không chỗ phát tiết vân tình vân thâm độc mở miệng nếu ngươi không muốn đi ta không miễn cưỡng ngươi, chỉ bất quá hắn gia tộc phòng chừng không lâu tương lai sẽ diệt tộc." Cô gái mặc áo đen trợn tròn đôi mắt, khí đến cả người run. Bốn phía chỗ cụ bất động người đều nổi giận không gì sánh được, nữ nhân này quá độc, vì hiệu lực thần hồn đem huyền hoàng quân tộc tu sĩ làm chó lợn. Bởi vì nàng, không có cần thiết nổi giận. Đạo lăng đi tới, đưa tay ra vỗ vỗ nàng vai đẹp, cười nói, bất quá là tiểu nhân đắc trí thôi, ngươi theo ta, ta mang theo các ngươi. Đi tới thiên môn, cô gái mặc áo đen trợn to đá quý màu đen mắt to ngơ ngác nhìn đạo lăng, nàng tuổi không lớn lắm, mới vừa chừng hai mươi, tuổi xuân sắc. Thư vân vân không nghĩ đến người này sẽ đứng ra, nàng nhận thức người này, mới vừa rồi không có cho thần hồn quỳ xuống, để bọn họ còn bảo lưu một tia tôn nghiêm ngươi lại là ngươi vân tình vân sắc mặt tái xanh hướng về thần hồn nói rằng chủ thượng người này năm lần bảy lượt đối với ngươi bất kính nên giết không vội vã thần hồn khẽ cười nói giết hắn ta động động thủ chỉ công phu ta hiện tại so sánh thưởng thức không biết trời cao đất rộng ra hỏa mà để hắn đi ở phía trước ta cũng muốn xem thử xem hắn có hay không cái này ngông cuồng sức mạnh chủ thượng nói đúng ta nhìn hắn có thể sống bao lâu vân tình vân cưỡng chế lửa giận đối với chỗ này vân tình vân cuối cùng cũng coi như biết đến cùng có bao nhiêu hung hiểm có một ít ẩn dấu cực sâu vực tràng thời khắc mấu chốt có thể muốn bọn họ mệnh đạo lăng bọn họ đi ở phía trước chính là bùa hộ mệnh nếu là bọn họ đều chết sạch sẽ thần hồn cũng sẽ lui ra hắn sẽ không tiếp tục mạo hiểm thư vân vân bọn họ đều nhìn chằm chằm đạo lăng cái này từ đầu đến cuối hở hững tự nhiên người, để bọn họ có một loại cảm giác an toàn. Nếu không có kiêng kỵ nơi này vẫn là khu vực bên ngoài, đạo lăng đã sớm ra tay, nếu là hắn ở đây lên đường. Nhất định sẽ kinh động ngoại giới cường giả, đến thời điểm liền không tốt hành động. Nhuốm máu cổ lộ, lộ ra từng trận đại hung chi khí. Cũng không biết năm đó chết đi bao nhiêu cường giả bạo phát kinh khủng đến mức nào đại chiến một cái cổ sử dĩ nhiên táng không dưới nơi này vực tràng lực lượng đạo lăng mơ hồ cảm giác được đạo tộc tổ tiên sức mạnh đạo tộc đạo tôn khí thế đây là một loại trường tồn trong thiên địa sức mạnh một loại muốn cùng thiên địa bất hủ sức mạnh thời gian qua đi một cái vũ trụ cổ sử đạo tộc đời sau đến rồi đến nơi này đi đến đạo tạng xúc động những này khí thế dung chuyển, bọn họ tựa hồ thức tỉnh, tựa hồ hóa thành một cái tiếp một cái anh linh. Từ trần tổ tiên, đứng ở trong hỗn độn, nhìn bọn họ đời sau. Nhìn đạo tộc tiếp tục kéo dài huyết thống truyền nhân. Ta rõ ràng, ta đều biết. Đạo tộc đối với thiên địa có công ích lớn, sáng lập chư thiên biển sao, lấy tiên môn ngang qua toàn vũ trụ. Sáng lập gia tinh không cổ lộ, tạo phúc toàn vũ trụ. Đạo tộc máu sẽ không trắng lưu, đạo tộc mất đi cũng sẽ cầm về. Đạo Lăng khóe mắt có chút ướt át, 81 tôn đạo tôn. Đạo Lăng ở bọn họ môn hạ tu luyện trăm năm, nhìn thấy bọn họ giáo hóa chúng sinh, truyền giáo thiên hạ, nhưng là quay đầu lại, dĩ nhiên rất gần ở diệt tộc ai có thể chịu đựng trụ cơn đau cùng hận này bọn họ mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ mà chết bọn họ tựa hồ cũng ở nơi đây chờ đợi chờ đợi đạo tộc huyết thống truyền người đi tới nơi này là đạo tộc kéo dài huy hoang ầm ầm cất bước thời khắc một cái nào đó phá nát sơn mạch màu đỏ tươi một mảnh quả thực như là một đầu màu máu cá sấu mở ra cái miệng lớn như chậu máu muốn nuốt vào giữa trường cường già Trường 3773, vực tràng lực lượng muốn chết đồ vật. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh, hắn nhận ra được đạo tạng sức mạnh đang vận chuyển, ở ngăn cản vực tràng sức mạnh, nhưng là này vực tràng sức mạnh cực cường, xé rách đạo tạng sức mạnh. Đánh về phía phụ cận cường giả. Hơn trăm người sợ hãi, cảm giác biển máu thôn vệ bọn họ, nhưng là sau một khắc bọn họ trợn mắt ngoác mồm bọn họ rời đi bị một loại sức mạnh xoay chuyển thiên địa dồn dập xuất hiện ở đạo lăng bên người a à, nhưng là này vực chàng lực lượng lại đánh về phía phía sau đánh về phía thê đội thứ hai đánh về phía nương nhờ vào thần tộc phán tộc cường già những người này liền một đóa bọt nước đều có thể không có nhảy ra đến hơn trăm người chết thảm nổ thành xương máu Ngươi! vân tình vân ngực chập trùng kịch liệt, chỉ vào đạo lăng giận dữ hết. Người thật là to gan, dám to gan họa thủy đông dễ, hại chết chủ thượng bộ hạ. Thú vị, thú vị. Thần hồn càng ngày càng kinh hỉ, người này chiến lực nằm ngoài dự đoán của ta. Hóa ra là một vị đế cảnh cường giả, rất tốt, có tư cách trở thành ta bộ hạ chiến tướng. Tùy tùng thần hồn thần tộc mười mấy tuổi trẻ cường giả đều kinh ngạc, thần hồn nhưng là vô địch trí tôn muốn trở thành hắn chiến tướng quá khó khăn đối với chết đi nhân mã bọn họ không để ý ở trong mắt bọn họ những người này đều là tạp ngư vân tình vân những người này cũng không ngoại lệ tuy là có thể bóp chết bọn họ nhưng là chủ thượng người này có chút không nghe lời a à, xem ra sẽ không dễ dàng thuận theo bên cạnh hắn lão bộc âm trầm nói nếu là tới liền thuận theo cũng không có tác dụng lớn không đáng ta trọng dụng cường giả như vậy thu phục lên tương lai mới có thể trở thành là ta phụ tá đắc lực thần hồn cười nói trước hết để cho nhảy nhót một hồi chủ thượng thần thông quảng đại để hắn thần phục không phải một chuyện khó lão bộc cười nói trước tiên sớm chúc mừng chủ thượng thư vân vân bọn họ đều ngây người, không nghĩ tới đạo lăng lá gan lớn như vậy, thậm chí bọn họ cảm giác đạo lăng là một tôn đế cảnh cường già. Ngươi là thiên đình người sao? Thư vân vân nhỏ giọng hỏi. Hai tử, không nên hỏi nhiều, chúng ta huyền hoàng quân tộc thiên đình. Sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Có lão nhân phi thường khôn khéo, cảm giác lần này thiên đình mục đích không phải chuyện nhỏ, cường giả đình cấp tập hợp đạo tạng chẳng lẽ muốn cùng đạo quân thân tử tranh cướp tạo hóa ừm thư vân vân mạnh mẽ gật đầu nàng cũng tin chắc thiên đế lưu lại thế lực sẽ không liền như vậy tiêu chìm xuống đạo lăng đối với thư vân vân cười cợt tiếp tục đi vào bên trong dọc theo đường đi gặp phải nguy hiểm ít đi rất nhiều hắn tách ra một ít hung hiểm địa vực khoảng cách thiên môn càng ngày càng gần ha ha xem ra chúng ta thần tộc là cái thứ nhất bước vào thiên môn Thần thiên bá thật là đắc ý, còn lại đều tổn thất nặng nề, xem ra thần hồn thiếu một cái mạnh mẽ bộ hạ, không tồi không tồi. Ha ha ha, thiên dương tinh những này quần tộc người chỉ có thể cười làm lành, ai không nghĩ cái thứ nhất đi vào. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới thần hồn tốc độ nhanh nhất đã tiếp cận thiên môn. Mặc dù là đạo kinh tốc độ của bọn họ đều so sánh chầm chậm chậm. Trường 3774, chư thiên đế dược thơm quá, đây là mùi thuốc, lẽ nào trong này còn có bảo tồn hoàn thiện vườn thuốc? Thời gian qua đi một cái cổ sử. Có thể tưởng tượng được trong ruộng thuốc trồng bảo dược là cỡ nào kinh người, bây giờ còn có thể phát ra mùi thuốc, tất nhiên là hy thế đại dược. Chúc mừng chủ thượng, cỡ này đại dược. Tất nhiên là hy thế chân bảo thần hồn trên mặt tất cả đều là nụ cười hắn không nghĩ tới tốc độ sẽ nhanh như thế thậm chí càng không nghĩ đến chính là sẽ gặp phải một cái cổ vườn thuốc hắn mơ hồ nhìn thấy cuồn cuộn trong xương máu có tiên quang ở bắn ra bốn phía đáng chết gặp phải cổ vườn thuốc này đều là thiên đế gia tộc vườn thuốc lẽ nào chỉ có thể trơ mắt nhìn thần hồn được Thư Vân Vân bọn họ đều tức giận bất bình, hiện đang muốn đi vòng đã không thể, vườn thuốc ngay ở phía trước. Ở hỗn độn huyết sát khí bên trong tỏa ra tiên huy, đây tuyệt đối là hy thế đại dược, trời biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Đạo Lăng ánh mắt dò xét bốn phía, đầu đâu cũng có phá nát đạo cung. Rất rõ ràng đây là một cái đạo trường, diện tích phi thường bao la, đột nhiên hủy diệt vô tận năm tháng, y nguyên lộ ra hùng vị khí thế vùng đất này đối lập ở yên tĩnh đạo lăng nhận ra được trận thế sức mạnh ở đây vận chuyển có tiệt thế đại trận chấn động rồi vực tràng lực lượng mới có thể làm cho cổ vườn thuốc bảo tồn hoàn hảo động tác tất cả nhanh lên một chút nếu là có thể được hy thế đại dược chủ thượng tầng tầng có thưởng vân tình vân ở phía sau dục càng là tiếp cận chỗ cần đến Thần hồn nụ cười trên mặt liền càng thịnh, hắn mơ hồ nghe được Chư Thiên Đạo âm, suy đoán ra đến cùng là cỡ nào hy thế đại dược, vật này mặc dù là đối với Chư Thiên Đế đều có bằng trời tác dụng. Đặc biệt là đối với thần hồn tới nói, chính là có thể gặp không thể cầu hy thế báu vật. Có chút ý nghĩa, đạo lăng trong nội vũ trụ, đàn đế vuốt vuốt tròm râu, thật là khốn hoặc nói, đạo âm này. Giống như đã từng quen biết, ta cũng cảm giác trương lão gật đầu nói xem xem rốt cục là cái gì cổ dược thời gian qua đi một cái cổ sử lại vẫn có thể sinh trưởng ta là chưa từng nghe thấy trương lão tình huống bây giờ có chút đặc thù đối với đạo cùng pháp nắm giữ cực kỳ khủng bố chỉ bất quá hắn năm đó nghịch chuyển đế nguyên rất khó khôi phục như cũ liền là có đan đế toàn lực giúp đỡ, đã nhiều năm như vậy cũng không có khôi phục. Đạo lăng cũng nghĩ nhìn một chút, này đạo tạng bên trong có không có bảo vật gì, có thể giúp đỡ trường lão. Trà cố lên, tiên nhi cùng đạo kiếp cũng ở đạo lăng nội vũ trụ bên trong, trường đá quý màu đen mắt to hướng về ngoại giới nhìn xung quanh, đối với ngoại giới thế giới. Bọn họ cho tới nay đều hiếu kỳ vô cùng. Quả thật là một cái cổ vườn thuốc. Vào lúc này bọn họ đã đến gần rồi chỗ cần đến, mảnh này cổ vườn thuốc hẳn là đạo tộc đạo tôn mở ra. Có tuyệt thế trận văn chấn thủ, ngao ở vực tràng sức mạnh, trường tồn đến này một đời. Vườn thuốc bên trong, đầu đầu cũng có khô héo bảo dược, mặc dù là năm đó trồng đều là hy thế chi vật. Nhưng là bảo dược cũng không có vô tận tuổi thọ, bọn họ từng bước chết héo, héo tàn. Trên căn bản hết thầy bảo dược đều chết héo, chỉ có điều đầu nguồn phương hướng, để đạo lăng biểu hiện dung mạnh. Đây là, hắn nhìn thấy một gốc dược, chuyện này quả thật chính là một gốc chư thiên đại dược, toàn thân vàng óng, hoàng kim tiên quang bắn ra bốn phía, xem ra chỉ có cao mười tấc Chỉ có điều cẩn thận quan sát, quả thực nhìn thấy một mảnh chư thiên biển sao ở đây vận chuyển. Hắn mọc ra lá cây bên trên, nâng một cái tiếp một cái mơ hồ màu vàng tinh đấu ầm ầm vận truyền tỏa ra biển gầm nổ vang thanh âm đạo lăng kinh dị. Bởi vì này một gốc dược cùng cực đạo đại đế phong ấn chư thiên dược phi thường rất giống, chỉ có điều cùng chư thiên dược so ra tranh lệch không nhỏ. Thế nhưng này một gốc dược cũng sinh mệnh tinh khí thông thiên quả thực muốn ngang qua chư thiên biển sao tỏa ra chư thiên đạo âm. Đàn đế kinh hỉ như điên, lão huynh đệ. Vận mệnh của ngươi đến rồi, chư thiên dược không thể chạm vào, nhưng là này một gốc dược, phi thường phù hợp ngươi. Đối với trương lão tới nói, đạo cùng pháp của hắn đều đầy đủ. Thiếu hụt chính là một hồi kỳ ngộ, hắn cảm giác trương lão kỳ ngộ đến rồi, một khi luyện hóa này một gốc dược, rất khả năng bước vào chư thiên đế cảnh giới. Đến thời điểm, huyền hoàng quân tộc liền đi ra người thứ ba chư thiên đế ha 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 trời cũng giúp ta trời cũng giúp ta vào lúc này thần hồn đều muốn điên rồi nơi này dĩ nhiên có một gốc chư thiên đế dược ha 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 đây chính là chư thiên đế dược ta vừa nãy liền suy đoán là chư thiên đế dược rốt cuộc nơi này chết đi nhiều như vậy đại nhân vật bằng không cũng sẽ không nuôi thành chư thiên đế dược chỉ là tồn tại trong truyền thuyết chư thiên đế dược chư thiên biển sao bên trong xuất hiện số lần đều phi thường ít ỏi siêu cấp quần tộc có thời điểm sẽ đào tạo thế nhưng rất khó hơn nữa thời gian dài đằng đẵng hơi một tí liền cần trăm vạn năm tháng, hơn nữa tiêu tốn đánh đổi chỉ có siêu cấp quần tộc mới chịu đựng được, chính là cần chư thiên đế bảo huyết tẩm bổ chư thiên đế dược. Nhưng là này một gốc dược, cắm dễ ở đây vô tận năm tháng, giá trị của hắn tuyệt đối là vô pháp đi tưởng tượng. Chư thiên đế dược, đây là chấn tộc khí vận báu vật. Chư thiên đế dược. Thần tộc những cường giả này kinh hỉ như điên, bởi vì thuốc này quá khủng bố, một khi dùng luyện hóa, bước vào chư thiên đế hy vọng lớn vô cùng, ở quần tộc hưng thịnh thời đại. Siêu cấp quần tộc đều sẽ chọn bồi dưỡng. Nếu là ta có thể ở huyền hoàng đại thế giới luân hồi thời khắc lấy chư thiên đế dược phối hợp. Nhất định có thể lấy tốc độ nhanh nhất bước vào chư thiên đế cảnh giới. Thần hồn làm sao có thể không kích động. Bảo vật này đối với hắn mà nói quá trọng yếu, đây là hắn tất tranh tạo hóa. Đại đế tổ tiên phong ấn Chư Thiên dược, lại là cái gì? Đạo Lăng có chút không rõ, lập tức cười nói, "Trường lão, ta nói không sai đi. Đạo tạng nơi này có vận mệnh của ngươi." Đạo Lăng, "Trường lão lắc đầu nói, quá quý trọng cho ta, không bằng giao cho cửu thế đế bọn họ." Đạo Lăng không cần, bởi vì Chư Thiên dược rất đặc thù hắn ở cả ngày lẫn đêm hấp thu chết đi cường già tinh huyết hấp thu đạo quả của bọn họ nếu là luyện hóa chư thiên dược sẽ ảnh hưởng tương lai con đường nhưng là đạo lăng đường đã tôn định trương lão không cần nhiều lời không ai so với ngươi càng thích hợp coi như là cho cửu thế đế bọn họ cũng chưa chắc thích hợp bọn họ mà ngươi không giống không đường có thể đi chỉ có con đường này nhưng lại là nhanh nhất bước vào chư thiên đế cảnh giới đạo lăng lắc đầu trực tiếp lấy đi này một gốc chư thiên đế dược giao cho trương lão việc này không nên chậm trễ mặc dù là cừu thế đế bọn họ cần nhưng là chờ bọn hắn bước vào chư thiên đế cảnh giới phỏng trừng huyền hoàng đại thế giới cũng bắt đầu luân hồi hiện tại chúng ta cần người cần chư thiên đế lão trương đừng ở chối từ Đan Đế ngưng trọng nói, thế cục bây giờ đối với chúng ta Thiên Đình tới nói quá bất lợi, đi ra một vị chư thiên đế hắn quá trọng yếu. Người không muốn chối từ, cho ai dùng không phải dùng. Được rồi, ta bộ xương già này, tương lai lại vẫn có thể bốc ra một ít bọt nước đi ra. Trương lão không do dự nữa, trực tiếp nuốt vào chư thiên đế dược, bắt đầu luyện hóa. Ta dược đây thần hồn sắc mặt đột nhiên âm trầm lại con mắt nhìn chằm chằm đến quát lên ta dược đây thư vân vân bọn họ đều giật mình bởi vì đạo lăng lấy đi đại dược thậm chí cất đi đây là không chuẩn bị giao cho thần hồn mấy lão già lẫn nhau đối diện cảm giác người này không có sợ hãi không sợ thần hồn mưu đồ rất lớn khó chịu là vì đạo thống đến người dược Đạo lăng cao mày, nhìn một chút thần hồn, cười nói, người người này thật là thú vị, ta lấy đi dược, lúc nào thành ngươi. Ngươi lớn mật, cho ta quỳ xuống, vân tình vân nổi giận, nơi này hết thảy đều là chủ thượng, cùng ngươi có quan hệ gì? Thần hồn sắc mặt càng là tái nhợt, phát ra thanh âm lạnh như băng, cho ngươi một cơ hội. Dâng lên chư thiên đế dược, nếu không hạ chàng chỉ có một cái, diệt chủng diệt tộc ta người liền ở ngay đây, chờ ngươi có thể giết ta. Ở hắn nói một chút mặt sau lời nói đi. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, không để ý thần hồn, mang theo thư vân vân bọn họ rời đi cổ vườn thuốc, phía trước chính là thiên môn. Cái này cổ xưa môn hộ. Tỏa ra chư thiên đại đạo thanh âm, tiên huy chảy xuôi, bên trong rất yên tĩnh, không còn giống ngoại giới hung sát khí ngập trời, chỗ này tỏa ra thần thánh trang nghiêm gợn sóng phảng phất đạo giáo thánh địa. Thiên môn bên trong, mơ hồ có một cái cái bóng mơ hồ hiện ra, hiển hóa ra giáo hóa chúng sinh một ít hình ảnh đi ra. Đạo lăng đối với đạo tạng hiểu rõ. Hắn so sánh lang bạt trước cổ sử hơn trăm năm, chỉ có bị đạo tôn thu làm đệ tử cường giả, mới có thể đi vào đạo tạng. Bất quá 81 cái thiên môn, mỗi một cái chỉ có qua cửa ba người. Mà đạo tạng mỗi cách ngàn năm mới mở ra một lần một khi tiến vào đạo tạng bên trong có độ khả thi bị đạo tộc thủy tổ thu làm đệ tử giết ngươi quả thực như làm thịt chó loại kia ung dung thần hồn xác thực nhanh tức điên người này lấy đi hắn tạo hóa hiện tại lại ngông nghênh đi tới thiên môn nơi này hắn đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ còn muốn thu lấy thiên môn tạo hóa không thành chuyện này quả thật là lật trời lấy nô bắt nạt chủ lấy nô bắt nạt chủ a à? giết hắn chư thiên đế dược không thể sai sót vật ấy quá quý trọng chúng ta thần tộc chỉ có một gốc vẫn là ở sống còn bước ngoặt mới có thể sử dụng trên chủ thượng mau tới vườn thuốc nơi này vực tràng không có xem ra đều bị chư thiên đế dược phá tan cái gì thần hồn hai mắt bỗng nhiên trợn trừng lập tức cười ha ha thật tốt thực sự là trời cũng giúp ta cái này run dế đoạt ta tạo hóa ngông cuồng tự đại không biết trời cao đất rộng hiện tại ta muốn cho hắn nhận rõ ràng hiện thực chủ thượng thần uy cái thế người này dám to gan một hai lần ngỗ nghịch chủ thượng nhất định không có kết quả tốt vân tình vân dùng vạn phần khẳng định khẩu khí cười không được bọn họ xông tới nơi này không có vực tràng sức mạnh Thư Vân Vân bọn họ biến sắc, thần tộc đến rồi mấy chục tôn tuổi trẻ cường giả, chiến lực đều phi thường khủng bố. Một người đều có thể quét ngang bọn họ toàn bộ. Tiền bối, chúng ta nên làm gì? Có người nôn nóng vạn phần, hỏi dò đạo lăng, nếu là xuất hiện cái gì bất ngờ. Gia tộc của chúng ta rất có thể sẽ chọc đại họa. Không vội vã. Đạo Lăng nói với bọn họ, một cái nho nhỏ thần hồn, liền biển sao mười vị trí đầu đều không phải. Hắn còn có thể lật trời hay sao? Người ở nói ai? Thần hồn kém chút tức nổ, đầu đầy tóc tung bay, cơ thể tràn ngập từng trận cự hung chi khí, giận dữ hét, lấy nô bắt nạt chủ. Người gan to bằng trời, không biết trời cao đất rộng, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, diệt cửu tộc. Ầm ầm, hắn toàn thể khí thế hoàn toàn không có bảo lưu phóng thích mà ra. Có thể nói một tôn cái thế thiên vương hạ giới, thần lực chi nguyên xây dựng thành một khẩu thiên đao. Các ngươi đều muốn theo chôn cùng, thần hồn bất chấp hậu quả, muốn giết bọn hắn tất cả mọi người. Thiên đao ngang trời, phóng thích ngàn tỷ sợi tia sáng, liền như vậy bị thần hồn cầm, nghĩ đạo lăng bọn họ nộ ích mà đến. Ngay ở tất cả mọi người đều cảm giác đại họa lâm đầu, đầu người rơi xuống đất thời khác. Bọn họ nhìn thấy một người đứng ra, bàn tay nắm quyền ấn, cái kia tư thái, khí thế kia, cái kia thần uy. Quả thực chặn đánh xuyên vạn cổ. Đồng, chỉ cái này một quyền, khủng bố tuyệt luân, ngàn tỷ ánh đao nổ tung, quả thực dường như thái dương cổ tinh nổ tung. Thần hồn toàn bộ thể xác ở đạo lăng quyền thế bên dưới run dày. chương 3775, oanh sát thần đục phóc. Thần hồn ho ra một ngụm máu lớn, hắn bay ngang ra ngoài, té lăn trên đất, run rẩy thân thể, trong mắt tất cả đều là tức thẹn cùng khó mà tin nổi. Người xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt là thần tộc cường giả, đây là cái gì hình ảnh? Thần hồn lại bị đạo lăng một quyền oanh ho ra máu, bị một cái thổ dân một quyền oanh ho ra máu. Hắn lẽ nào so với cửu thế đế còn muốn đáng sợ không thành? Đặc biệt là vân tình vân, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, người này làm sao sẽ mạnh như vậy sức mạnh? Một quyền đánh bay thần hôn. Nàng phảng phất nhìn thấy đạo thiên đế. Làm sao có khả năng? Thư vân vân bọn họ tê cả ra đầu, bọn họ suy đoán này chiến lực cá nhân cực cường, rất khả năng là thiên đình chôn giấu quân hầu. Thế nhưng bọn họ tuyệt không nghĩ tới, người này một quyền đánh bay vô địch trí tôn, đây chính là thần hồn. Vô liêm sỉ, người giấu đi thật là đủ sâu. Thần hồn khuôn mặt dữ tợn. Trong mắt không có cái gì vẻ sợ hãi, hắn đứng lên, đầu đầy tóc bay tứ tung, cơ thể dựng lên ngập trời thần năng, phẫn nộ quát, bất quá ngươi càng mạnh, ta thu hoạch lại càng lớn ngươi nên là thiên đình cường giả, rất tốt ngươi so với năm đó đạo thiên đế còn ngông cuồng hơn. Ầm ầm ầm, thần hồn toàn diện thức tỉnh, hắn dù sao cũng là vô địch chí tôn. Một khi bạo phát cũng quả thực là khủng bố, toàn bộ cơ thể thả ra ngàn tỷ lớp thần quang, như biển thần lực trợ giúp đang vận chuyển, hắn đem chiến lực thúc đẩy đến đỉnh cao nhất cảnh giới. Có thể nói một tôn thần chủ ở đây bạo phát hắn ở giống to phụ cận núi cao đều nổ tung người này chiến lực quả nhiên không phải chuyện nhỏ trong nháy mắt sông lên trên bàn tay mở rộng đi ra tràn ngập trí cường thần năng hướng về đạo lăng nội ích mà tới chỉ có điều cái này đứng tại chỗ người thanh niên trẻ từ đầu đến cuối đều hờ hững tự nhiên hắn tựa hồ chưa từng đem thần hồn để ở trong mắt theo áp sát, thần hồn càng ngày càng nổi giận, sức mạnh của hắn thức tỉnh đến trước nay chưa từng có đỉnh cao nhất. Muốn một cái tát đánh chết đạo lang. Xẹt xoẹt, làm tất cả áp sát, thần hồn bàn tay có thể nói chảm tiên đao ở đây thức tỉnh, bàn tay của hắn tỏa ra cắt ra biển sao kinh thế sức mạnh. Vạn trượng ánh đao buông xuống, đều có thể cắt đứt phương này càn khôn. Đạo lăng lắc đầu, hắn cử động để người xung quanh có chút sững sờ, người này đến cùng là ai? Lẽ nào thần hồn còn chưa đủ lấy để hắn toàn lực ứng phó không thành? Ta muốn chém ngươi, bàn tay của hắn hóa thành thần đau, bổ về phía đạo lăng, mang theo trời long đất lở nổ vang. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, bàn tay của hắn lại một lần nữa nắm quyền ấn, dơ lên đến thời khắc, xem ra nhẹ chậm, kỳ thực có thể nói chưa thiên chập trùng cái kia khí thế khủng bố làm phóng thích mà ra thời khắc, nhật trầm nguyệt rơi, quả thực có đi ngang qua chư thiên luân hồi cái thế sức mạnh. Cú đấm này, ngày càng ngạo nghễ thế không thể đỡ. Oanh tạp ở thần hồn chi thủ diễn biến thần đao bên trên. Phanh, hết thảy đều nát tan, tia sáng ngập trời, đều đánh tan thành mảnh hỗn độn khí lưu, để vòm trời đều ở vỡ diệt. Tỏa ra hào quang quá mức hừng hực. Ở bốn phía chấn động dưới ánh mắt, thần hồn bàn tay nổ tung, toàn bộ cánh tay toàn diện dạn nớt. Lẽ nào là thiên đế chuyển thế? Một ông già kích động rít gào. Lẽ nào là thiên đế chuyển thế, thiên đế chuyển thế? Thư vân vân những người này kích động nổi lên cả người nổi da gà, quá mạnh mẽ, đứng ở trước mặt bọn họ người thật đáng sợ. Liên tiếp hai quyền đánh thần hồn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Phóc! thần hồn lại một lần nữa ho ra máu, té lăn trên đất cả người đều đang phát run. Làm sao có khả năng, hắn đến cùng là ai? Tại sao có thể có mạnh như vậy chiến lược? Lẽ nào hắn là thiên tôn? Nhưng là thiên tôn cũng không ở con đường này trên, hắn đến cùng là ai? Vân tình vân run rẩy nàng đem thần hồn làm thần linh. Nhưng là cái này thần linh bây giờ lại liên tiếp bị đánh bay hai lần, hắn đối mặt kẻ địch vẫn là một cái thổ dân, một cái huyền hoàng thổ dân, nhưng là thần hồn dường như gà đất chó xanh. Tại sao lại như vậy, thổ dân làm sao sẽ mạnh như vậy? Vân Tình Vân đều lãng quên thân phận của nàng, nàng đã từng cũng là thổ dân, nhưng là nàng không nghĩ tới, thổ dân cũng sẽ mạnh như vậy. Chủ thượng cẩn thận, hắn đến cùng là ai? cái này thổ dân làm sao sẽ mạnh như vậy cho ta liên thủ đập chết hắn không thể để cho hắn sống sót rời đi thần tộc cường già toàn bộ nổi giận không nghĩ tới một cái thổ dân dĩ nhiên dám to gan đứng ra thậm chí đem thần hồn cho kích thương đây là thần tộc sỉ nhục truyền đi thần hồn sẽ trở thành một trò cười năm đó hắn vẫn là thua với cửu thế đến một người phụ nữ tất cả dừng tay cho ta thần hồn giết gào phát ra như dã thú gào thét đều cho ta đứng tại chỗ không nên cử động người này ta giết định ta muốn chém hắn sinh hồn cho ngươi một cơ hội đến đạo lăng đứng ở thiên môn nơi này đối với hắn vẫy vẫy tay đến sự kiên trì của ta cũng có mức độ vô liêm sỉ ngươi cho ta nạp mạng đi thần hồn gào thét trong cơ thể hắn tổ huyết đều đang thiêu đốt, rất gần ở điên cuồng. Ầm ầm ầm, thần hồn gốc gác không hề bảo lưu phóng thích, thần tộc chiến thể đều đi theo thiêu đốt, chiến lực tăng vọt một đoạn. Người quá yếu, đạo lăng lại là lắc đầu, nói ra lời nói để thư vân vân bọn họ giết gào, đây là cỡ nào thô bạo, thần tộc vô địch trí tôn thần hồn, hiện tại ở đạo lăng trước mặt bị nói thành quá yếu. Không có tư cách cùng hắn một trận chiến điều này làm cho thần hồn nổi giận đùng đùng không thể chịu đựng sỉ nhục hắn nhanh như tia chớp lấy ra một tôn đại sát khí toàn diện thức tỉnh mang theo trường mâu giết hướng về đạo lăng nói rồi ngươi quá yếu đạo lăng từng bước một hướng về thần hồn đi tới mỗi một bước đều xúc động chư thiên đại đạo nổ vang Thiên địa này cũng theo thay đổi, biến thành một cái chư thiên, biến thành một cái chư thiên đại đạo đồ, lộ ra hùng vĩ tuyệt thế khủng bố khí thế. Thần tộc những cường giả này ở nghẹt thở bên trong bắt đầu run rẩy, tay chân lạnh lẽo, bọn họ nhìn thấy một cái chư thiên đạo tôn, gánh vác 81 tấm đại đạo đồ, nương theo hắn tụng kinh. Người này uy thế trong nháy mắt khủng bố vô số lần, quả thực chính là chư thiên đế ở đây sinh ra không thể tuyệt đối không thể huyền hoàng quân tộc tuyệt đối không thể đi ra mạnh như vậy người tuyệt đối không thể thần hồn gào thét không tin chứng kiến hình ảnh hắn chưa bao giờ gặp phải hùng vĩ như vậy pháp tướng quả thực muốn đi ngang qua chư thiên biển sao hắn ở uy thế bên dưới đều đang run rẩy hắn cảm giác được một loại sức mạnh cấm kỵ điều này làm cho thần hồn hoảng sợ hắn từng ở đạo quân thân tử trên người cảm giác được loại sức mạnh này bọn họ có đụng vào cấm kỵ cái thế thiên lực đây là đánh vỡ tất cả thường quy sức mạnh không thuộc về vũ trụ thâu tóm vô biên chiến lược hắn là thiên đế sao thiên đế khẳng định còn sống sót sẽ tiếp tục bảo vệ huyền hoàng đại thế giới thư vân vân ngây người nhìn đạo lăng cùng đã từng nàng đang ngước nhìn đạo thiên đế đồng dạng thần thánh không thể xâm phạm Ta cảm giác hắn so với thiên đế còn muốn đáng sợ. Một ít lão gia hỏa run rẩy. "Đùng, đạo lăng cú đấm này đập ra đi, trời long đất lở, thần hồn thân thể đều ở sụp nứt, ở hắn quyền thế bên dưới bắt đầu giải thể." "Là ngươi, ta không cam lòng, không cam lòng." "A!" À thần hồn mơ hồ nhìn thấy đứng ở chư thiên đạo đồ bên trong cái bóng hình dáng hắn phát ra thanh âm run rẩy đạo thiên đế lại vẫn không chết hắn lại vẫn sống sót còn sống sót